Một anh chàng với giá trị cả trăm tỷ nhưng tìm được vợ. Thế là bà ngoại quyết định tổ chức ngay một buổi chọn vợ cho anh ấy. Tuy nhiên, anh đã không chọn 108 cô gái giàu có và quyền lực mà chọn cô gái đang ăn chân gà trong góc. Tôi. Đúng rồi, chính là cô. Cô gái giàu có không chịu nổi, nói rằng cô gái đó chỉ là một đứa nông thôn chẳng biết gì cả, không xứng đáng gả cho tổng giám đốc. Cô gái cũng nhanh chóng gật đầu thừa nhận, nhưng rồi tổng giám đốc quay qua hoàn toàn không để ý đến những lời nói ấy và bước thẳng đến cô gái. Khi đó cô gái chỉ biết tròn mắt trước sự bất ngờ, cô tự hỏi, rõ ràng tôi ăn mặc mộc mạc như vậy, nhưng CEO vẫn để ý đến cô ấy. Lo lắng bị CEO công nhận, thế là cô ấy nhanh chóng bỏ chạy, nhưng chẳng ngờ lại bị CEO kéo lại, rửa sạch đi, chúng ta đến ủy ban dân sự đăng ký kết hôn. Tôi có thể từ chối được không? Lý do, người phụ nữ nói tổng giám đốc là lãnh đạo của tập đoàn hàng đầu châu Á giàu có và đẹp trai, còn cô chỉ là một đứa nông thôn giản dị và chẳng có gì nổi bật, đơn giản là hai người họ không hợp nhau. Tuy nhiên, chủ tịch đã nhìn thấy những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô, hãy để cô ấy nói sự thật. Sự thật? Được thôi. Thực tế là vì anh quá đẹp trai, thoạt nhìn, nó giống như một loại hoa thu hút ong, bướm và hoa giữa hàng ngàn bông hoa mà không cần chạm vào một chiếc lá. Tôi không muốn kết hôn. Nghe được lời này, tổng giám đốc càng thêm quan tâm đến cô gái. Vì thế không nói nhiều, bế cô gái và đi đăng ký kết hôn ở ủy ban dân sự. Hai người mới đến xin vui lòng ký tên, tổng giám đốc đã ký tên không chút do dự, còn cô gái thì mãi chưa quyết định. Nhưng khi nghĩ đến việc thường xuyên bị chị gái bắt nạt ở nhà, bây giờ nếu cô gả cho tổng giám đốc trở thành vợ giàu của một gia đình giàu có lẽ chị tôi sẽ không dám gây sự với tôi nữa. Thế là cô ấy ký một cách dứt khoát, và đột nhiên hai người chỉ mới gặp lần đầu nhận được tờ giấy kết hôn trong nháy mắt. Vừa rời khỏi ủy ban dân sự, tổng giám đốc liền đưa cho cô gái một chiếc thẻ ngân hàng, hãy cầm nó và xài thoải mái theo ý muốn. Nhưng ai dè cô gái hỏi tổng giám đốc khi nào ly hôn. Khi nào chúng ta ly hôn? Chúng ta mới kết hôn cách đây có vài phút thôi mà. Nghĩ đến việc ly hôn quá sớm. Này, còn chúng ta thì sao? Đó chỉ là một cuộc hôn nhân vì mỗi người có lợi ích của mình. Nhưng nếu không có tình cảm gì cả, ly hôn là chuyện sớm muộn thôi à? Nhưng tổng giám đốc lại phớt lờ cô gái, rời đi mà còn không ngoảnh lại. Tổng giám đốc vừa rời đi, chị gái của cô gái xuất hiện với một đám phụ nữ mưu mô, dựa vào sức mạnh và số lượng, cố ý làm khó dễ cô gái. Cô làm gì thế? Làm sao? Tất nhiên tôi đến để đối phó với cô. Anh tổng có cần đi giúp quý cô không? Không cần thiết. Nếu cô ấy thậm chí không thể giải quyết vấn đề này, cô ấy cũng không xứng đáng làm bà tiêu, đánh cho tôi. Cô, thế nào? Cô cũng muốn lên. Tôi bảo cô, đừng có mà quấy rối tôi. Nếu không tôi không ngần ngại tự tay giải quyết đâu. Cô, không ngạc nhiên khi anh không để tôi giúp. Hóa ra phu nhân rất mạnh mẽ, đã đánh giá thấp cô ấy. Thông tin của bà Tiêu đã được tìm thấy, nói rằng phu nhân thực sự là con gái nhà họ Ngọc nhưng bị mất tích từ nhỏ, sống bên nước ngoài cũng cách đây một thời gian, được chủ tịch EU họ Ngô đưa từ quê lên. Sơ yếu ly lịch của bà rất tầm thường, không hợp với anh lắm. Không quan trọng, không phải mẹ tôi chỉ muốn chúng tôi kết hôn thôi sao? Kết hôn với ai không quan trọng, hơn nữa sống cùng cô ấy có thể sẽ rất thú vị. Đúng rồi, anh Tiêu, rốt cuộc anh bị dị ứng với phụ nữ, nếu bà biết chuyện này, cô ấy sẽ truyền bí mật, cô ấy sẽ không biết đâu. Hôm nay chuyển đến nhà Tiêu, điều này không phù hợp phải không? Vì anh và em đã kết hôn rồi. Vợ chồng có nên sống chung với nhau không? Anh Tiêu, tôi không hiểu. Anh là người giàu có và đẹp trai nhất thành phố Giang. Những người thèm muốn vẻ đẹp của anh đều xếp hàng dài. Anh muốn gì? Tại sao phải cưới tôi? Có nhiều người phụ nữ thèm muốn vẻ đẹp của tôi. Vậy còn em thì sao? Tất nhiên là tôi cũng vậy, anh nên cẩn thận hơn. Ai biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ làm điều gì đó với anh. Ví dụ như này, anh có thể táo bạo hơn một chút. Ở đây không phù hợp. Có gì không phù hợp? Người vợ nhỏ bé của tôi. Mùi này quen quá. Anh Tiêu, anh thật biết đùa. Nếu anh thích mùi nước giặt của tôi có thể tặng anh một chai. Thật lạ là khi tôi đến gần cô ấy tôi lại không cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn thấy thoải mái. Được. Di chuyển bây giờ có THUA tiện không? Không thuận tiện. Được. Đi giúp phu nhân chuyển đồ. Vậy làm gì phải hỏi tôi? Lịch sự đi. Được. Anh Tiêu, sao anh lại đến đây? Tôi vừa mới kết hôn và nhận đủ giấy tờ. Bây giờ tôi đến giúp cô ấy chuyển đồ. Thu dọn trước đi, tôi sẽ giúp em chuyển nó sau. Đồ khốn nạn, làm gì? Tại sao bây giờ cô nghĩ rằng cô rất mạnh mẽ? Đừng quên, chúng tôi đang có mẹ nuôi ốm yếu của cô trong tay. Bây giờ tôi là bà Tiêu. Cô chắc chắn mình có thể đe dọa tôi chứ? Đồ khốn nạn, cô. Có chuyện gì vậy? Tôi ổn thôi. Em gái, chị biết em cưới anh Tiêu là điều rất vui. Nhưng em cũng không nên tự hào về khung cảnh này. Hay lợi dụng chuyện anh Tiêu để ức hai xô gia đình. Ngu Mộc Hòa. Tính cách của cô không tốt. Chất lượng diễn xuất khá cao.
Giả vờ rất giỏi, tôi sẽ giao nó cho cô. Tôi không có thời gian chơi trò cướp đàn ông với cô đâu. Một trò chơi cạnh tranh của phụ nữ cô chơi với chính mình. Anh Tiêu, chân tôi có vẻ bị chật. Đau quá, anh có thể giúp tôi được không? Nam nữ không thể chạm vào nhau. Anh Tiêu. Đây không phải là cúc áo của tôi sao? Làm sao nó lại ở đây? Cô đã đến khách sạn Tân Diệu vào ngày 22 không? Hóa ra là vài ngày trước đó, tổng giám đốc bị gài bẫy. Trong tình huống khẩn cấp, anh ta đã kéo một cô gái lạ về phòng để giải độc. Sáng hôm sau thức dậy, người phụ nữ lo lắng về mối quan hệ không rõ ràng với tổng giám đốc để lại lời nhắn và vội vã rời đi, nhưng không ngờ khi rời đi, vô tình làm rơi cúc áo của tổng giám đốc xuống đất, và lúc đó cô gái mưu mô ngồi cạnh tổng giám đốc đã nhặt lên. Cô ta nhận ra ngay cúc áo này là của tổng giám đốc. Trong tâm trí cô ta nảy sinh những ý nghĩ xấu xa. Bây giờ gặp được tổng giám đốc, cô ta cố ý vứt cúc áo ra ngoài. Tổng giám đốc nhặt cúc áo lên và ngay lập tức tra hỏi cô ta, đây không phải là cúc áo của tôi sao? Làm sao nó lại ở đây? Cô đã đến khách sạn Tân Diệu vào ngày 22 không? Em là người phụ nữ đã giúp anh giải độc tối hôm đó. Anh Tiêu, anh biết hết mọi chuyện rồi. Tôi biết em chưa chết. Tại sao ngày hôm đó em lại bỏ đi? Lúc đó tôi rất sợ, và đó cũng là lần đầu tiên tôi. Tất nhiên là tôi ngượng ngùng bỏ chạy. Em rất táo bạo như vậy nhưng lại sợ hãi. Lần đầu tiên tôi đã trao cho anh có thể giữ bí mật giúp tôi không? Tôi không muốn chúng ta làm khó nhau. Tôi đã sắp xếp xong rồi. Anh Tiêu đã có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với chị gái tôi. Tôi tự đi. Anh Tiêu. Có vẻ như cô ấy là người phụ nữ đêm đó. Đừng lo lắng, vì em là người phụ nữ của tôi rồi. Tôi sẽ có lời giải thích cho em. Anh Tiêu. Chẳng ngờ lại có cơ hội tốt như vậy. Tôi sắp bay lên cành cây và biến thành phượng hoàng rồi. Ha ha. Anh Tiêu, anh nói anh đã tìm thấy cô gái ấy vào đêm đó rồi đúng không? Phải. Hãy đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra kỹ. Tuyệt vời anh Tiêu. Có lẽ cô ấy có thể chữa lành bệnh dị ứng của anh. Này, sao anh không trực tiếp cưới cô ấy? Gia đình anh không chỉ điểm cho anh nối dõi tông đường sao? Cũng đúng. Anh đã là người đã kết hôn. Kết hôn lại một lần nữa là bất hợp pháp. Chú Y, có lẽ gần đây công việc mà tôi sắp xếp cho anh không đủ phải không? À đúng rồi, anh Tiêu. Hôm nay vợ tôi kết hôn lần thứ hai. Tôi phải về một chuyến. Nói đi. Ngô Thính Vãn, vợ mới cưới của anh. Có chuyện gì vậy? Tôi mới ra ngoài đi mua đồ. Khi quay về tôi nhận ra mình quên mang theo chìa khóa. Anh có thể tìm ai đó giúp tôi mở cửa được không? Biết rồi. Tại sao anh lại quay về rồi? Đưa chìa khóa cho em. Em muốn thêm bao lâu? Tôi xin lỗi. Chỉ là chân tôi tê một chút, tôi chưa đứng vững được. Tôi sẽ đi mở cửa trước. Thật không ngờ kể từ sau ngày đó, từ đó đến nay lại không liên lạc với tôi nữa. Nguyên nhân chính là do Ngô Thính Vãn quyến rũ mỗi ngày. Không được, tôi phải tìm cách để họ ly hôn nhanh chóng. Anh Tiêu, có chuyện gì không ổn? Ngô Mộc Hòa tự tử rồi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Người ta nói có một tin đồn, Ngô Mộc Hòa bị cướp mất sự trong trắng. Chuyện này đang gây xôn xao trên mạng. Cô ấy không chịu nổi áp lực nên cô ấy tự sát bằng cách uống thuốc. Anh Tiêu, anh đến đây làm gì? Tại sao lại làm điều ngu ngốc như vậy? Tôi xin lỗi. Khả năng chịu đựng của tôi quá yếu, gây rắc rối cho anh. Anh Tiêu, đừng lo lắng. Chuyện giữa chúng ta không ai biết. Anh đừng có áp đặt lên mình. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và em gái tôi sẽ càng tự trách mình hơn. Đừng lo chuyện đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, thật sao? Phải. Em có còn đau chỗ nào không? Chỉ là hơi nóng một chút. Đêm đó tôi đã cắn vào vai em, làm sao lại không có vết sẹo nào? Cái này, tại sao lại không có? Tôi thấy vết sẹo đó quá xấu, nên tôi đã sử dụng thẩm mỹ để loại bỏ nó. Thật sao? Tất nhiên rồi, anh Tiêu. Chuyện này tôi có thể lừa dối anh sao? Anh Tiêu, anh có thực sự sẽ chịu trách nhiệm với tôi không? Nếu vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và em gái tôi... Em nên nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ xử lý. Ly hôn và cưới em.
Đúng rồi, Chu Vi sẽ sớm đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Ừm. Cảnh tượng này cuối cùng cũng không phí công diễn. Ngô Thính Vãn, cô đang chiến đấu với tôi về điều gì? Cô đã được dự định sẽ bị tôi đè dưới chân trong cả cuộc đời này. Ngô Thính Vãn, lấy GIA kết hôn và đến bộ phận dân sự ly hôn đi. Ly hôn? Được, tôi sẽ đến ngay. Cô ấy chỉ muốn ly hôn thế này à? À. Tôi đến đây. Không muộn phải không? Vậy thì chúng ta đi thôi, đợi đã. Có chuyện gì nữa? Sao cô không hỏi tại sao tôi lại muốn ly hôn? Có gì để hỏi? Chuyện của anh và Ngô Mộc Hòa, ai mà không biết, trong nhà của chúng tôi, nó đã được phổ biến khắp thế giới trong một thời gian dài. Sự việc đó xảy ra trước khi chúng ta kết hôn, tôi không lừa dối trong hôn nhân. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, tôi muốn chúc mừng anh đã tìm thấy người mình yêu. Đi thôi. Em nghĩ gì về cuộc hôn nhân này? Hay là em đang chơi màn kịch quyến rũ để thu hút sự chú ý của tôi? Anh Tiêu tự tin quá. Nhưng bệnh thì có thể chữa khỏi. Em là phụ nữ. Tôi chỉ sợ em hối hận sau này, không muốn ly hôn với tôi. Anh nói nhiều vậy. Anh Tiêu, chẳng lẽ anh đã yêu tôi rồi sao? Không muốn ly hôn với tôi à? Nói vô lý. Ai không ly hôn là chó. Được, tôi xin lỗi. Tại sao lại có cái này? Anh làm gì thế? Vết thương trên vai em là do ai tạo ra? Không lẽ anh nghi ngờ điều gì đó về tôi? Tôi? Ai mà không có vài người bạn trai cũ? Tất nhiên chính là bạn trai cũ chính là người đã gây ra vết sẹo này cho tôi. Vết sẹo này là một dấu ấn mới. Chẳng phải tôi vừa chia tay sao? Em đã ở đâu vào đêm 22? Tôi ở nhà. Tại sao anh lại hỏi nhiều như thế? Nói đi. Anh Tiêu, đã có kết quả xét nghiệm dị ứng của cô Ngu rồi. Không có gì được tìm thấy. Không có vết cắn nào trên vai Ngu Mộc Hòa. Tôi không hiểu tại sao cô ấy không bị dị ứng. Thay vào đó là Ngu Thính Vãn. Điều này có vẻ như là một sự trùng hợp. Anh Tiêu, nếu chúng ta ly hôn. Nhanh đi. Nếu không thì mọi người nghỉ làm, phải không? Đi thôi, đi. Làm gì thế? Tôi hối hận rồi, tạm thời không ly hôn. Anh nói ai nói dối là con chó. Gâu gâu gâu. Anh đang nói dối đấy. Tiêu Tự Bạch, anh là một con chó nếu như anh nuốt lời. Tôi cảnh báo em, bây giờ em là vợ của tôi. Nếu tôi phát hiện em với người đàn ông khác. Vậy thì sao? Tôi sẽ làm cho những người yêu cũ của bạn. Tất cả đều biến mất. Anh nói nghiêm túc chứ? Em có thể thử xem liệu tôi có nghiêm túc không? Anh, tôi khuyên em. Bây giờ em tốt nhất đừng gây rối với tôi. Đang nghĩ gì đấy? Nói mà không làm, không chắc chắn, thật là bị bệnh. Anh Tiêu, camera giám sát trên tầng 10 của khách sạn mà anh đang cần đã được tìm thấy. Có người đã hack hệ thống giám sát, đã xóa hết các video của tháng này. Gọi người đến sửa nó. Trước tối nay tôi muốn thấy video nguyên vẹn. Tiến độ thế nào rồi? Sắp xong rồi. Anh Tiêu, việc theo dõi và phục hồi diễn ra như thế nào rồi? Anh Tiêu, đừng lo lắng, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Alo, có chuyện gì đó đã xảy ra với camera giám sát? Ồ anh, có chuyện gì vậy? Chờ tôi thức dậy rồi nói. Những gì mà cô đã yêu cầu tôi phải phá hủy lần trước, giám sát tầng 10 của khách sạn, bây giờ có người đang khẩn cấp sửa chữa. Anh nói gì thế? Kỹ năng của tôi còn hạn chế, đối phương có vẻ là một chuyên gia, nó sẽ được sửa xong ngay bây giờ. Hãy tự giải quyết vấn đề của bạn đi, anh. Hừ, không có ai đáng tin cậy cả. Thứ gì đó? Tiến độ thế nào rồi? Sắp xong rồi. Không, có một hacker xâm nhập vào hệ thống khách sạn đang cài đặt virus. Phá hủy dấu vết giám sát. Anh ấy không để chúng ta xem camera giám sát, là một chuyên gia, tốc độ xâm nhập rất nhanh, sửa chữa nhanh chóng. Được. Là một chuyên gia, tôi sẽ chơi với anh ấy thật sự. Hãy thử cái này.
chặn địa chỉ IP của bạn, xem bạn có thể đối đầu với tôi như thế nào. Chặn IP. Anh Tiêu, đã khôi phục thành công. Chiếu màn hình tốt rồi. Tua lại đoạn trước đi. Có chuyện gì xảy ra thế? Có phải cái này cho phép cậu X tôi được không? Xóa bỏ thông báo tấn công của hacker. Xóa tất cả video giám sát trong một giây. Trong một giây sao? Họ là ai mà có thể mạnh đến vậy chứ? Theo như tôi biết, người đạt đến trình độ này ở trong nước chỉ có Guppy, hacker nổi tiếng nhất nhì thế giới. Đó là người đã xâm nhập vào hệ thống an ninh của Mỹ, chỉ trong một đêm đã phá hủy hệ thống an ninh của Mỹ được xây dựng trong 10 năm, chỉ bằng vào thao tác đơn giản. Hacker nổi tiếng thế giới, Guppy, tại sao anh ta lại liên quan đến sự việc này? Chỉ vì camera giám sát trong khách sạn mà một hacker hàng đầu thế giới liên quan đến vụ án. Mọi thứ trở nên thú vị rồi đây. Có cách nào để dụ Sakura ra ngoài không? Người thầy của Sakura, Chu Hồng Cẩm đang bị bệnh nặng, cần gấp một cây sâm nghìn năm để chữa trị. Có tin đồn rằng Sakura sẽ tìm thuốc cho thầy của mình bằng mọi giá. Vậy thì chúng ta hãy dùng chiến thuật để đẩy Sakura vào bẫy. Đã xong. Đi ngủ thôi. Cô tới đây bằng cách nào vậy? Tôi nhớ anh nhiều lắm đấy. Đã rất lâu rồi. Tại sao anh vẫn chưa ly hôn với Chu Thanh Uyên? Tôi không có ý thúc giục anh đâu. Chỉ là gia đình tôi muốn biết ý kiến của anh, nên muốn tôi hỏi anh. Gần đây cô không có việc gì làm sao? Tôi nghĩ là cô không có tâm trạng để nghĩ đến những điều này. Tôi luôn hết lòng vì anh. Tại sao lại không có tâm trạng chứ? Thầy của cô không phải bị ốm sao? Cô không biết gì sao? Gì cơ? Thầy sao cơ? Cô không phải vì thầy sao? Trong ngành nghệ thuật đồn rằng giáo sư của cô bị bệnh nặng. Cô không biết sao? Tất nhiên tôi biết chứ. Thầy tôi Chu Hồng Cẩm là một nhân vật huyền thoại của thế hệ. Ông ấy đối xử rất tử tế với tôi. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Thầy tôi bị bệnh như vậy, tôi cũng rất buồn. Cũng chỉ vì bệnh của thầy ấy mà cần những nguyên dược liệu đặc biệt để dùng làm thuốc. Chỉ là tôi sợ anh lo lắng quá nên mới không nói cho anh biết. May quá, mình đã tìm hiểu trước. Nếu không thì mọi thứ đã bị bại lộ. Cô phải do mình đã nghĩ quá nhiều rồi không? Cứ tiếp tục đi. Tại sao lúc anh về không báo cho tôi trước một tiếng? Phu nhân Tiêu, đây không phải nhà của tôi sao? Tôi còn tưởng là anh sẽ không về. Hôm nay Ôn Mặc Hà không đến tìm anh sao? Tại sao anh không ra ngoài ở nhờ đi? Làm sao? Cô ghen sao? Làm sao tôi phải ghen chứ? Thật là vớ vẩn. Video ở trong khách sạn đã bị tiêu hủy. Cô có biết không? Làm sao tôi biết được chứ? Nhưng tại sao tôi lại nghe nói cô đến khách sạn đó vào ngày 22? Rõ ràng là mình đã xóa mọi dấu vết rồi mà. Tại sao anh ta lại hỏi như vậy nhỉ? Tại sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy? Anh Tiêu, có phải là anh yêu tôi rồi phải không? Vợ tôi đủ xinh đẹp, nếu không có ai thích thì mới là không bình thường. Vậy còn anh thì sao? Anh có thích không? Cô nghĩ sao? Tôi thực sự rất thích chiếc châm cài này. Tôi muốn nó. Vũ Thiên Văn, cô có phải là người phụ nữ đêm đó không? Cô Vũ, củ sâm nghìn năm tuổi cô nhờ tôi tìm. Tôi đã tìm được rồi, gia đình Giang sẽ tổ chức đấu giá vào ngày mai. Cây sâm ngàn năm tuổi đó thực sự là vật phẩm đấu giá cuối cùng của châu Á. Dường như không phải chỉ có tiền là có thể mua được nó. Còn cách nào khác để có được nó không? Chỉ có cách cô tham dự với tư cách là Sakura. Nhưng tôi không muốn tiết lộ danh tính của mình. Đây là một cuộc đấu giá kín, sẽ không có bất cứ truyền thông hay phóng viên nào cả. Vì vậy sẽ không có ai nhận ra cô được đâu. Được, tôi hiểu rồi. Tiêu Tổng, anh chuẩn bị cho cuộc đấu giá đến đâu rồi? Anh yên tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi rồi. Có tin tức từ phía bên kia, nói rằng Sakura chắc chắn sẽ tham gia. Được rồi, chúng ta cùng đi gặp đại sứ Sakura thôi nào.
nóng nóng. Xin chào Tiêu Tổng. Xin chào Tiêu Tổng. Kính thưa tất cả các quý ông quý bà, chào mừng mọi người đã đến với phiên đấu giá ngày hôm nay. Cuộc đấu giá được tổ chức bởi Tiêu Tổng. Đây là một cuộc đấu giá với quy mô riêng tư. Vì vậy, danh tính mọi người cũng sẽ được bảo mật. Trước khi phiên đấu giá chính thức bắt đầu, cho phép tôi xin được giới thiệu một vị khách vô cùng đặc biệt. Là một họa sĩ nổi tiếng thế giới. Sakura, xin cho một tràng vỗ tay. Đôi giày này hỏng rồi. Anh đúng là đồ xấu xa, tôi biết đó là em mà. Xin mời. Xin chào mọi người, tôi là Sakura, tại sao không phải là cô ấy chứ? Chẳng nhẽ mình đã nhìn nhầm người rồi sao? Tại sao Tiểu Húc Bạch lại ở đây? Cuộc đấu giá này là do anh ấy tổ chức. Chẳng lẽ mục đích của anh ấy là loại bỏ mình sao? May mà mình phản ứng nhanh, xem chút nữa thì bị lộ rồi. Nhưng cũng tốt, ít nhất có người ra mặt giúp mình, sẽ không bị ai nghi ngờ. Hai người họ chắc chắn là liên kết với nhau. Chỉ để đạt được thông tin cá nhân, có vẻ như mình cần phải tìm con đường mới rồi. Tiêu Tổng, tại sao anh lại ở đây? Cô thật sự là Sakura sao? Tất nhiên rồi, không phải anh đã đến nhà tôi rồi sao? Anh cũng đã xem bức tranh của tôi rồi. Làm sao vậy? Không có gì. May thay là mình cũng đã tìm hiểu và chuẩn bị từ trước. Sakura sẽ tham dự buổi đấu giá này. Nếu không thì mọi chuyện cũng đã bị bại lộ rồi. Sakura thật ở đâu chứ? Mong người đó đừng bao giờ xuất hiện. Cô đang tìm kiếm ai vậy? Không có gì. Ai nói rằng phải mượn danh tính Sakura mới có thể lấy được vật phẩm đấu giá này chứ? Bây giờ nó đã nằm trong tay mình rồi. Xin lỗi anh, vì đã bắt anh làm việc quá sức rồi. Hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa nha. Cô muốn gì trong buổi đấu giá này? Anh ấy định tặng quà cho mình sao? Tất cả những thứ này, không có thứ gì tôi muốn cả. Nhưng tôi nghe nói có một chiếc vòng tay hoàng tử phi từ thời nhà Đường, rất đặc biệt. Nếu ai được tận mắt thấy nó cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Phiên đấu giá lần này có một sản phẩm đặc biệt, đó chính là nhân sâm ngàn năm tuổi. Cô không muốn nó sao? Vì là sản phẩm đặc biệt nên giá trị của nó không nhỏ đâu nhỉ. Làm sao tôi có thể đòi hỏi anh những thứ đắt đỏ như vậy chứ? Sakura có mối quan hệ rất tốt với thầy của mình. Làm sao có thể không quan tâm đến dược liệu có thể cứu sống thầy của mình một chút nào? Có chuyện gì vậy? Tiêu Tổng, có chuyện xảy ra rồi. Hòm bảo mật đó đã bị đánh cắp rồi. Anh Tiêu. Đã tìm ra kẻ lấy cắp chưa? Ở đây được canh phòng rất nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể tiếp cận được. Chỉ có người của đạo tắc mới có thể làm được việc này. Vì sau mỗi lần anh ta thành công, anh ta sẽ để lại một bông hoa hồng đen ở hiện trường. Đạo tắc sao? Tiêu Tổng, anh xem cái này đi. Thực ra, nói một cách nghiêm túc, đây không được tính là ăn cắp phải không? Đây chỉ được coi là mua bán bắt buộc. Anh ta luôn hành động như vậy.
Nhưng nếu đó thật sự là đạo tặc, chuyện này lộ ra sẽ không tốt cho chúng ta. Sau từng ấy năm, vẫn không ai biết tung tích của đạo tặc đó cả. Tại sao không lấy cái khác, mà nhất định phải là nhân sâm ngàn năm tuổi đó? Tôi thích chiếc châm cài này. Tôi lấy nhé. Bây giờ Vũ Thiên Văn đang ở đâu? Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở nhà. Mau đi kiểm tra ngay cho tôi. Được. Đồ của Mộ Tinh đã có rồi. Hãy gửi nhanh cho thầy nhé. Được rồi. Cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Được rồi, đợi tôi ở nhà, tôi có việc cần đến cô. Mình phải nhanh chóng quay về. Anh Tiêu, tôi đã hỏi rồi. Hiện tại bà chủ không có nhà, hãy đóng tất cả các cửa biệt thự ngay lập tức, không được để ai ra vào cho đến khi tôi về. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, không một con ruồi nào có thể bay vào. Tốt nhất à, không phải là cô ấy. Tiêu Bạch. Anh vừa đi đâu vậy? Bây giờ anh lại đi đâu nữa? Tôi còn có chút việc riêng, cô tự mình đi về nhé. Này! Tại sao gần đây, Tiêu Bạch lại hành động kỳ lạ như vậy chứ? Có lẽ nào, anh ấy có bí mật gì giấu mình sao? Tiêu Tổng, anh đừng lo lắng, không một con ruồi nào có thể bay qua. Tiêu Tổng, không phải đây là... Vũ Thiên Văn. Tiêu rồi, muộn mất rồi. Kỹ năng thật tầm thường. Tiểu Bạch, sao anh lại vào phòng tôi? Tại sao cô lại nằm đây? Tôi có thể đi đâu được đâu. Tôi vừa gọi cho anh, không phải tôi nói tôi đang ở nhà sao? Người giúp việc nói cô không có ở nhà. Vừa rồi có người gõ cửa. Chắc tôi ngủ say quá nên không nghe thấy. Có thể vì đó nên họ nghĩ tôi không có nhà. Có chuyện gì vậy? Món đồ đặc biệt ở phiên đấu giá đã bị đánh cắp. Tôi đã đến hiện trường vụ án và thấy cái này. Chết rồi, sao mình lại làm rơi ở đó chứ? Tôi có một chiếc châm cài giống hệt, nhưng đêm qua cô đã lấy nó đi. Bây giờ cô có thể lấy nó ra cho tôi xem được không? Bây giờ tôi thế này, không được tiện cho lắm. Bất tiện gì chứ? Hay là cô đã bỏ quên nó ở buổi đấu giá rồi? Đây. Nó đây rồi. Anh đang nhìn gì đó? Chỉ vì tôi thực sự thích chiếc châm cài này nên tôi luôn để nó dưới gối. Không phải anh đang nghĩ tôi đến địa điểm đấu giá đó ăn trộm đồ đấy chứ? Tôi xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm cô rồi. May quá, mình chuẩn bị trước một cái giống y hệt. Tại sao cô đắp chăn mà không thấy nóng sao? Anh có mặc quần áo lúc đi ngủ không? Có. Tôi không mặc, chúng ta, nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi không thể cứ như vậy bỏ chăn ra trước mặt anh được. Vậy sao? Có chắc là cô đang không mặc gì không? Hay cô đang mặc đồ đi chơi nên không tiện cho tôi xem? Tiểu Bạch, anh đang làm gì vậy? Tôi xin lỗi, nếu không có việc gì nữa thì anh có thể ra ngoài được rồi. Tôi không muốn dây dưa thêm với anh nữa. Có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? May mà mình phản ứng nhanh. Tiêu Tổng, có tin tức về bệnh tình của sư phụ Chu Hồng Cẩm đã sự chuyển biến. Dường như củ nhân sâm ngàn năm đó đã được sử dụng. Chắc chắn là chỉ có một củ nhân sâm ngàn năm chứ. Tôi chắc chắn, trên thị trường chỉ có duy nhất một củ nhân sâm. Người của đạo tặc đã lấy đi. Có tin tức gì về Sakura không? Về Sakura, cô ấy dường như rất thờ ơ về việc mất nhân sâm.
một đệ tử thân cận như vậy lại tỏ ra thờ ơ đến việc liên quan đến thầy của mình như vậy. Ngược lại đạo tặc lại tìm mọi cách để lấy củ nhân sâm đó đi chữa bệnh cho Chu Hồng Cẩm. Cậu có thấy chuyện này có gì đó sai sai sao? Hả? Có chuyện gì sao? Không có gì. Tại sao gần đây Tiểu Bạch lại lạnh lùng với con như vậy? Anh ấy rõ ràng nói sẽ chịu trách nhiệm với con. Bây giờ anh ấy lại nói là chưa ly hôn với Vũ Thiên Văn. Bố, hay là anh ấy không muốn ly hôn với cô ta? Vũ Thiên Văn chỉ là một cô gái nhà quê, làm sao có thể so sánh với con được? Ta đoán là cô ta không muốn từ bỏ thân phận bà Tiêu, vậy nên việc ly hôn mới bị trì hoãn. Nhưng không thể trì hoãn mãi mãi được chứ. Bố, suy cho cùng Vũ Thiên Văn là con gái ruột của bố. Anh ấy không vì thế mà bỏ qua con chứ. Làm sao có thể có chuyện đó được chứ. Ta là người chứng kiến con lớn lên. Tất nhiên người ta yêu thương nhất chính là con rồi. Hơn nữa, con còn là họa sĩ nổi tiếng thế giới nữa. Vũ Thiên Văn đó là ai chứ? Nếu có thể, ta muốn con mới là con gái ruột của ta. Đừng lo, bố nhất định sẽ giúp con thực hiện được tâm nguyện của mình, để con có thể gả vào nhà họ Tiêu một cách suôn sẻ. Cảm ơn bố. Tình trạng của thầy đã ổn định, giờ còn lại độc trên cơ thể mẹ. Có manh mối nào về chất độc trên người mẹ tôi không? Chưa có. Cô Sakura, gia đình Vũ để kiểm soát cô, thực sự đã chi rất nhiều tiền. Chất độc trên người mẹ cô rất lạ. Tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu. Được, tôi hiểu rồi. Vũ Thiên Văn, tối nay ghé qua nhà nhé. Được, tình cờ mình cũng muốn đến gặp họ. Anh, tại sao ở nhà mà anh lại không mặc quần áo vậy? Đây là nhà của tôi. Cô định đi đâu vậy? Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho anh sao? Thực ra, tôi định quay lại nhà họ Vũ. Cô đến đó làm gì? Anh hỏi kỹ thế để làm gì? Tôi đi đâu làm gì liên quan gì đến anh? Tôi không cố ý làm vậy đâu. Tôi quên điện thoại. Tôi thực sự không cố ý đâu. Nếu không có việc gì nữa tôi đi trước đây. Không phải tôi gọi cho cô từ lâu rồi sao? Sao cô đến muộn thế? Tôi quay về đây là đã nể mặt cô lắm rồi đấy. Có chuyện gì? Mau nói đi. Được rồi, được rồi. Vũ Thiên Văn, em gái con đã ngủ với Tiêu Bạch. À, làm sao? Con không thấy ngạc nhiên sao? Có một số người đã tự hào khoe với tôi từ lâu rồi, tôi còn ngạc nhiên gì nữa? Vậy thì cũng không cần phải giải thích gì nhiều nữa. Bây giờ con cũng đã biết rồi. Vậy tiếp theo con định làm gì? Tôi phải làm sao? Con hãy ngay lập tức ly hôn với Tiểu Bạch, để nhường chỗ cho em gái con. Chủ tịch Vũ này, ý của ông bây giờ là gì? Bảo tôi nhường chỗ cho Trà Xanh sao? Để cho cô ta phá hoại hạnh phúc gia đình tôi sao? Tôi không phải là Trà Xanh. Tôi và anh Tiểu Bạch đã quen nhau từ trước khi cô kết hôn. Thật vậy sao? Cái gió. Tất nhiên rồi. Được rồi, Vũ Thiên Văn, ta biết là khó khăn lắm con mới kết hôn được với một gia đình giàu có. Chắc việc buông tay cũng không dễ dàng. Nhưng con phải biết, chuyện xảy ra giữa em gái con và Tiêu Bạch bây giờ đã lan truyền khắp cả thành phố. Kể cả khi con không muốn, chúng ta cũng phải học cách chấp nhận.
Hơn nữa chỉ cần em gái con được gả vào nhà họ Tiêu, con vẫn là người nhà họ Tiêu. Những lợi ích đương nhiên vẫn thuộc về con. Ông nói cũng có lý đấy, nhưng đáng tiếc là tôi không quan tâm. Này, đứng lại, Vũ Thiên Văn. Ngươi không quan tâm đến mạng sống của mẹ mình sao? Ngươi có biết là căn bệnh trong người bà ấy? Nếu mỗi tháng không có thuốc của ta, bà ấy chắc không trụ nổi đến bây giờ. Ông nghĩ rằng ông có thể kiểm soát được tôi chỉ với điều này sao? Ông nghĩ rằng tôi không tìm được thuốc giải cho chất độc này sao? Vũ Thiên Văn, đừng quên, chất độc trong người bà ấy là từ gia đình Vũ này mà ra. Chứ đừng nói, ngay cả tổ chức lớn mạnh nhất thế giới hiện nay cũng không thể giải được thuốc độc này. Tôi đang để người ở trong Thanh Vân Điện. Nếu ngươi tìm thấy, ta đảm bảo ngươi và bà mẹ bị bệnh của ngươi khó mà sống sót được. Chẳng nhẽ ở Thanh Vân Điện có gián điệp của nhà họ Vũ sao? Được rồi, chỉ cần ngoan ngoãn nhường chỗ cho em gái là được. Vì lợi ích của cả đôi bên và nể tình ngươi là con gái ta, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Tôi sẽ không làm gì cả, không thể thế được. Cô chỉ cần đề nghị ly hôn với anh ấy thôi mà. Cô không nghĩ là người chủ trì cuộc hôn nhân này là tôi sao? Nếu như Tiểu Bạch không đồng ý, tôi nói cũng vô ích. Vậy thì ta cũng sẽ không làm khó ngươi nữa. Bố, ngươi chỉ cần làm một thứ cho ta thôi. Đó là đưa theo em gái mình đi, đến ở nhà Tiêu một thời gian. Được thôi, bố. Đứa con ngốc này, Tiểu Bạch từ chối ly hôn, chắc hẳn cậu ấy cũng có lý do nào đó. Con phải tìm ra nguyên nhân và sau DSO phá vỡ nó. Ngoài ra, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Con ở bên cậu ấy mỗi ngày, chỉ cần con làm cho cậu ấy cảm thấy con là người tốt, chắc chắn sẽ sớm thu hút được sự chú ý của cậu ấy. Bố, con cảm ơn bố, con hiểu rồi. Phu nhân trở về rồi. Cô Vũ cũng đến đây sao? Anh, giúp tôi mang hành lý lên đi, để nó trong phòng anh Tiêu nhé. Tôi đang nói anh đấy. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi ngày nào cũng ở bên cạnh Tiêu Bạch, anh không biết tôi là ai sao? Tôi bảo anh làm mỗi một việc, còn đứng đó làm gì chứ? Đây là thư ký Châu, thư ký riêng của Tiêu Bạch, vậy nên anh ấy chỉ nghe mỗi Tiêu Bạch mà thôi. Anh ấy chính là cánh tay đắc lực của Tiêu Bạch, không phải là người hầu của cô, mà bắt anh ấy làm bất cứ gì cô muốn. Tôi không biết, tôi tưởng thư ký Châu chỉ là nhân viên bình thường. Thực sự xin lỗi anh. Không sao, thư ký Châu này, anh có thể giúp tôi tìm ai đó mang hành lý lên trên được không? Tôi thực sự xin lỗi cô. Những người muốn vào biệt thự của gia đình Tiêu như cô Vũ đây đều phải nhận được sự đồng ý của Tiêu tổng. Tôi không thấy anh Tiêu nhắc nhở gì về việc cô sẽ chuyển đến đây. Vì vậy tôi e là cô phải tự mang hành lý này lên rồi. Vậy anh giúp tôi sắp xếp phòng nghỉ ngơi nhé. Phòng cô phía này. Cô Vũ này không hề hòa đồng như phu nhân. Nhưng tại sao Tiêu tổng lại không ghét cô ấy? Thật là số phận đen đủi. Phu nhân, tại sao cô lại xuống đây? Có chuyện gì vậy? Cô phải cẩn thận với cô Vũ đó nhé. Có chuyện gì thế? Tôi thấy cô ta có vẻ rất quan tâm đến Tiêu tổng. Vừa rồi, tôi thấy cô ta đi tới đi lui trước cửa phòng Tiêu tổng, cứ đi qua đi lại. Chắc chắn cô ta có ý đồ gì đó với anh Tiêu, nên cô phải cẩn thận với cô ấy. Tại sao tôi lại phải cảnh giác với cô ta chứ? Nếu như cô ta có thể dụ dỗ được Tiêu Bạch, tôi còn phải cảm ơn cô ta không hết vì đã giúp tôi giải quyết được một vấn đề. Nhưng mà cũng cảm ơn thư ký Châu nhé. Không phải. Phu nhân thật là rộng lượng. Tiêu Bạch. Vũ Hạ. Tại sao cô lại ở đây? Vòi hoa sen phòng tôi bị hỏng, nên tôi mới qua đây để tắm nhờ. Đi ra ngoài mau. Tiêu Bạch, tôi nhớ anh nhiều lắm. Tiêu Bạch, tôi thực sự rất nhớ anh. Anh đừng đẩy tôi đi mà. Tôi thật sự rất thích anh. Tiêu Bạch, tại sao trên người anh lại xuất hiện những vết mẩn đỏ vậy?
đi ra ngoài mau. Tiêu Bạch, sao anh lại bị dị ứng vậy? Anh đã gọi bác sĩ chưa? Anh đợi chút. Bác sĩ sẽ đến đây sớm thôi. Để tôi giúp anh xử lý qua trước nhé. Kẻo nó trở lên nặng hơn. Được rồi đó. Có chuyện gì vậy, cô? Bác sĩ có lẽ đến rồi đấy, để tôi ra mở cửa. Anh Tiêu, anh đừng lo lắng. Anh chỉ là do bị nhiễm nước bọt của phụ nữ nên khiến anh bị kích ứng. Sau này cần chú ý hơn là được. Nếu người đêm đó thật sự là cô ấy. Vậy tại sao hôm nay chỉ hôn một cái mình lại bị dị ứng? Tại sao trước đây tôi lại không bị dị ứng khi tiếp xúc với cô ấy? Bây giờ lại bị dị ứng. Tốc độ trao đổi chất của con người thay đổi cực kỳ nhanh. Tình trạng này cũng có thể xảy ra, nhưng sau này cũng có thể sẽ không còn nữa. Anh Tiêu, không có chuyện gì nữa, tôi đi trước nhé. Anh ổn chứ? Ai cho cô đưa cô ta về nhà? Tại sao lại còn để cô ta tự tiện vào phòng của tôi? Tôi không cho cô ta vào phòng anh, là cô ta tự mình chạy vào đấy chứ. Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh và Vũ Hạ, ai mà không biết chứ. Tôi đưa cô ta về đây, tôi tưởng ai vui mừng không hết chứ. Vợ chủ động đưa tình nhân về nhà cho chồng. Cô hỏi tôi có vui được không? Vợ chồng gì cơ chứ? Chẳng qua lúc đó chúng ta kết hôn chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Hơn thế nữa, sớm muộn gì anh cũng sẽ kết hôn với cô ấy. Tôi chỉ là đưa cô ấy về trước giúp anh thôi. Không phải giúp anh trải nghiệm trước về cuộc sống hôn nhân sao? Ai nói sớm muộn gì tôi sẽ cưới cô ta chứ? Chẳng phải anh và cô ấy có mối quan hệ đó sao? Làm sao cô biết tôi và cô ấy có mối quan hệ gì? Cô đã đưa Vũ Hạ về đây, vậy thì hãy tìm cách đưa cô ta đi đi. Tôi biết rồi. Bố, con không thể bị đuổi ra ngoài như thế này được. Khu biệt thự đó chỉ có những người nổi tiếng của gia tộc Tiêu mới được ở đó. Họ đều nhìn thấy con bị nhà họ Tiêu đuổi ra ngoài. Sau này làm sao con còn mặt mũi nào nhìn ai được nữa? Không thể thế được. Chẳng nhẽ Tiêu Bạch đó không có chút tình cảm nào với con sao? Dù sao bây giờ anh ấy vẫn đang là chồng của Vũ Thiên Văn, không lẽ con phải chịu thua cô ta sao? Không thể nào, Vũ Thiên Văn đó một chút cũng không xứng. Ta chắc chắn, cậu ta bị ảnh hưởng bởi lời nói của Vũ Thiên Văn, tình cảm của con và Tiêu Bạch vẫn chưa đủ sâu đậm. Được rồi, để đó ta sẽ giúp con tìm cơ hội để hai đứa vun đắp tình cảm. Thuốc giải của mẹ cô tháng này đã dùng hết rồi đúng không? Nếu muốn tôi đưa thuốc giải mới cho, hãy mau tác hợp cho Tiêu Bạch và Vũ Hạ. Thật là vô lý. Mình không thể. Mình nhất định phải bình tĩnh lại. Thuốc giải cho mẹ Mĩnh vẫn chưa được tìm ra. Mình không thể làm loạn được. Nhưng mà mình chỉ có cơ hội này để thoát khỏi Tiêu Bạch. Nếu không đến một ngày mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Tiêu Bạch, anh đọc sách lâu quá rồi, chắc cũng hơi mệt rồi. Tôi có rót cho anh một ly nước. Chéo ngược anh mau uống đi cho ấm họng, có gì cần nói luôn đi. Anh Tiêu đúng là người thông minh tinh tế. Anh nhìn xem, chúng ta đã kết hôn lâu thế rồi. Có lên về nhà tôi một chuyến không? Mối quan hệ giữa cô và gia đình không phải là không được tốt sao? Biết là vậy, nhưng mà không phải chúng ta nên giữ phép lịch sự sao?
Được, tôi sẽ quay về với cô. Nhưng đổi lại tôi có được gì không? Anh muốn gì? Tôi muốn hỏi cô một câu hỏi. Anh hỏi đi, cô là ai? Tôi là Vũ Thiên Văn. Rồi, câu hỏi anh đã hỏi xong. Vì anh Tiêu đã hứa với tôi rồi. Vậy tôi sẽ đi thu dọn đồ trước. Đến rồi sao? Mau ngồi đi. Anh Tiêu, anh đến rồi sao? Đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi thôi. Đau đau, anh làm gì vậy? Tiêu Bạch. Tôi đã người làm những món ngon nhất ở đây. Anh hãy ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Tôi cảm ơn, Vũ Hạ. Khó khăn lắm mới mời được Tiêu Bạch đến nhà. Còn không mau nâng ly để chào mừng anh Tiêu. À được. Anh Tiêu, tôi mời anh một ly. Ôi, anh Tiêu, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, chỉ là tôi lỡ tay thôi. Cô không cần bận tâm. Sau khi ăn xong, hãy giúp tôi lau qua nhé. Tôi sao? Không thì ai? Tiêu Bạch, rượu này khó lau sạch lắm, tốt nhất đừng lau nữa. Theo cũ hạ lên phòng thay bộ đồ mới đi. Đúng đó, tôi không cần đâu, tôi sẽ vào phòng của Vũ Thiên Văn thay đồ. Còn không mau đứng lên. Đợi tôi ăn thêm miếng nữa đã, bố. Bố nhìn chị ta đi. Cả anh ấy cũng không hợp tác tí nào. Sao anh lại vội vàng thế? Thịt của tôi rơi hết rồi đây này. Vừa rồi Vũ Hạ muốn giặt quần áo cho tôi. Tại sao cô không nói gì? Tại sao tôi lại phải nói gì? Cô ta đang cố tình quyến rũ tôi. Cô không thấy vậy sao? Anh có thể nhìn ra sao? Anh Tiêu, anh thật sự rất thông minh. Tôi không quan tâm cô đang giấu tôi điều gì. Cho dù có ý đồ gì đi chăng nữa, miễn là chúng ta chưa ly hôn, cô vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Nếu biết rồi thì gật đầu. Tôi biết rồi. Lại đây, làm sạch áo cho tôi. Anh không có tay sao? Tôi đã nói rồi, quần áo anh không thể làm sạch được, tốt hơn hết anh nên thay ra bộ mới. Tại đây luôn sao? Cởi nó ra trước mặt cô sao? Tôi đã trải qua nhiều sóng gió lớn rồi. Anh cởi đi. Được. Đồ lưu manh. Chẳng phải cô nói sẽ không xấu hổ sao? Hành động này. Hình như mình thấy ở đâu rồi. Vũ Thiên Văn. Sao cô dám đánh tôi? Vũ Thiên Văn. Cô. Sao cô dám đánh tôi? Đừng dùng đôi mắt kinh tởm đó của cô nhìn tôi và đừng dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại tôi. Nếu không tôi sẽ không để yên cho cô mỗi khi tôi nhìn thấy cô đâu. Vũ Thiên Văn, cô đã nói sẽ để cho tôi và Thúc Từ Bạch đến với nhau. Nhưng kết quả là cô đã quyết rũ anh ấy trước mặt tôi. Cô có muốn mẹ nuôi của cô sống nữa không đây? Tôi quyến rũ anh ấy. Cô nghĩ rằng tất cả mọi người ai cũng giống cô. Chính bản thân cô không thể có được trái tim của một người đàn ông. Bây giờ cô định trách ai đây? Vũ Thiên Văn. Tôi không quan tâm. Tôi nói cho cô biết, nếu Thúc Từ Bạch không ở bên tôi, thuốc của mẹ nuôi cô tháng tới tôi sẽ cắt hết. Cô có biết vì sao Thúc Từ Bạch không bao giờ chấp nhận cô không? Bởi vì người đã ở bên cạnh anh ấy đêm đó tên là Tiểu Kỳ. Nhưng bây giờ anh ấy đã nghi ngờ cô không phải là Tiểu Kỳ đó.
Hóa ra anh ấy vẫn luôn nghi ngờ mình. Mình không phải là người phụ nữ đêm đó. Mình phải làm gì đây? Liệu bí mật này đã bị phát hiện chưa? Không được, mình phải chiếm được lòng tin của Thúc Từ Bạch càng sớm càng tốt. Sao cô lại tới đây? Từ Bạch, anh có thể uống cùng em được không? Hôm nay cô giáo có nói với em, nhân sâm ngàn năm tuổi rất tốt cho sức khỏe và có thể chữa bệnh. Nếu dùng thì bệnh của anh sẽ sớm khỏi. Em cũng đã bán đi viên ngọc trên cổ tôi rồi. Thật sao? Vậy là cô cũng đã biết, bệnh của sư phụ Vũ Hồng Cẩm cần đến nhân sâm ngàn năm tuổi để chữa bệnh. Nhưng tại sao trong buổi đấu giá, cô lại tỏ vẻ thờ ơ với nhân sâm? À, ban đầu trong buổi đấu giá em cũng muốn mua lại nó, nhưng ai mà ngờ được. À, may mắn là em đã mua lại được ở chỗ đạo thành. Em đã mua nhân sâm với giá cao gấp 10 lần. Nếu không thì, cô đã bỏ tiền ra mua lại nhân sâm từ đạo thành sao? Đúng vậy, nhưng anh ấy đã đưa cho em một thứ khác. Nhưng khi giao dịch em không gặp anh ấy. Em biết anh luôn nghi ngờ về danh tính của em. Nhưng em có chiếc huy áo của anh. Với lại, em được tham dự cuộc đấu giá với tư cách là tiểu kỳ. Điều này chưa đủ để khiến anh tin tưởng em sao? Thôi bỏ đi. Nếu anh thật sự không thể chấp nhận em, thì em cũng không ép buộc anh đâu. Xin lỗi, là do tôi suy nghĩ quá nhiều nên hiểu lầm cô. Cho tôi thời gian vài ngày. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi việc, tôi sẽ giải thích với cô sau. Anh tốt với em nhất. Thúc Từ Bạch, chiếc áo của anh. Có vẻ như tôi đã đến không đúng lúc, Vũ Thiên Vân hãy nghe tôi nói. Không cần phải giải thích, tôi hiểu mọi chuyện mà. Có vẻ như Thúc Từ Bạch ngay từ đầu đã chấp nhận tôi là tiểu kỳ rồi. Được rồi. Vậy là mục tiêu của cô cũng đã đạt được rồi. Khi nào cô sẽ đưa thuốc cho tôi? Này, thuốc gì vậy? Chu Minh Huệ, cô định thất hứa với tôi phải không? Ai nói vậy? Chỉ là những điều cô hứa với tôi, cô vẫn chưa hoàn thành. Tất nhiên là tôi chưa thể đưa thuốc cho cô được, chờ đến khi nào cô và Từ Bạch ly hôn. Khi tôi trở thành bà Thúc, đương nhiên tôi sẽ tự đưa thuốc cho cô. Vậy thì tôi phải chờ đến khi nào? Mẹ tôi không thể kiên trì đợi thuốc lâu được. Nếu vậy thì cô hãy cố gắng hết sức. Cô nghĩ rằng tôi không thể làm gì được cô à? Cô nói như vậy ý là gì? Không phải cô luôn muốn ở bên cạnh Từ Bạch sao? Nếu tôi làm hỏng khuôn mặt của cô nghĩ anh ấy còn muốn ở bên cô nữa không? Cô dám? Cô không cần thuốc nữa phải không? Dù sao thì cô cũng không đưa thuốc cho tôi đâu. Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với hậu quả. Vũ Thiên Vân, cô không được làm vậy. Cứu mạng, cứu tôi với. Cô đang làm gì vậy? Cô bị điên à? Từ Bạch, anh hãy cứu em với. Vừa rồi Thiên Vân nói cô ấy sẽ cướp anh khỏi tay em. Và cô ấy sẽ hủy hoại khuôn mặt của em. Em sợ quá. Vũ Thiên Vân, cô muốn làm gì vậy? Anh bảo vệ cô ta như thế này. Anh có biết rằng cô ấy không phải? Anh có biết rằng cô ấy không phải? Dừng lại. Thiên Vân, con đang làm cái gì thế? Suy cho cùng, con và Minh Huệ cũng là chị em. Có chuyện gì không đúng thì hãy nói chuyện với nhau. Này, tại sao con phải làm đến mức này? Hãy đi với ta một lát được không? Bố có chuyện muốn nói với con. Nào. Đi thôi. Từ Bạch. Cô ấy là em sợ quá. Em cứ tưởng sau này em sẽ không gặp lại được anh nữa. Đừng lo. Vũ Thiên Vân, cô ấy không phải loại người đó. Cô ấy sẽ không làm tổn thương cô đâu. Ồ, ông thật sự nghĩ rằng tôi dễ bị ông bắt nạt vậy sao? Cô bé mà ông hay đánh đập mắng mỏ. Nếu ông không phải là bố tôi đã chói và đánh đập ông từ lâu rồi. Ừ. Vũ Thiên Vân, vừa rồi cô định lờ ảm gì? Có phải cô muốn chia rẽ mối quan hệ giữa Thúc Từ Bạch và Minh Huệ không? Cô còn muốn mẹ cô sống nữa không? Chính các người là người thất hứa trước. Tất nhiên tôi cũng không ngại chết cùng các người. Ha ha. Thiên Vân, tôi chỉ đùa với cô thôi. Tại sao nhất thiết cô phải làm thế với Minh Huệ? Ha ha. Đây, cho cô. Cầm lấy. Dừng lại.
nếu cô muốn mẹ của cô vẫn an toàn vào tháng tới. Cô đừng nói lung tung trước mặt Thúc Từ Bạch. Cô đã nghe rõ chưa? Ôi! Làm thế nào mà con vẫn giữ được Từ Bạch? Dĩ nhiên rồi. Lần này con phải cảm ơn Thiên Vân vì chị ta đã làm ra một chuyện như vậy. Bây giờ anh Từ Bạch ngày càng yêu thương con hơn. Ha ha ha! Tốt lắm! Ta sẽ thấy an tâm hơn khi có thể gả con vào nhà hộ Thúc. Suy cho cùng, Vũ Thiên Vân cũng không phải là người có cùng dòng máu với chúng ta. Bố ơi! Tại sao bố vẫn đưa thuốc cho Vũ Thiên Vân? Việc giao kèo ra điều kiện với cô ta bằng thuốc mãi thế này cũng không phải chuyện tốt. Người ta thường nói chú chó sẽ vội nhảy qua tường khi thấy lo lắng. Cô ta khi bị đẩy đến đường cùng làm liều. Tất cả người của nhà họ Chu bây giờ đều quay lưng với mình. Cho đến khi nhóm tại Thanh Vân Điện tìm ra được thuốc giải. Mình phải giữ được hết số thuốc trong nhà họ Chu. Như vậy mới có thể yên tâm phần nào. Mặt nạ đen. Cô là người của nhóm nào? Sao Thúc Từ Bạch lại tới đây? Mùi hương này rất quen. Cô vừa đi đâu về vậy? Liên quan gì đến anh? Nhưng vừa rồi đã có trộm đột nhập vào nhà cô. Người đó có mùi hương rất giống với mùi trên người cô. Này anh Thúc, anh nghĩ tôi sẽ ăn trộm đồ từ chính ngôi nhà của mình sao? Anh Thúc, tại sao tối nay anh lại ở đây thế này? Chẳng lẽ Chu Minh Huệ không mời anh đến chỗ cô ấy sao? Tôi và cô ấy không có chuyện gì với nhau hết gì, những chuyện giữa anh và cô ấy. Tôi không quan tâm. Vậy tại sao hôm nay cô lại cầm dao đe dọa cô ấy? Thậm chí anh không hỏi tôi trước sau của sự việc. Anh đã vội vàng kết luận tôi là người sai rồi phải không? Vậy tôi sẽ nghe lời giải thích của cô. Tôi không có gì để giải thích với anh. Vì anh và Chu Minh Huệ cũng đã quyết định ở bên nhau. Vậy thì chúng ta hãy tìm thời gian phù hợp để ly hôn. Kết thúc cuộc hôn nhân này đi. Cô muốn ly hôn với tôi. Cô muốn ly hôn với tôi. Không thì thế nào đây? Anh muốn để tôi mắc kẹt trong mối tình giữa anh và Chu Minh Huệ à? Để thuận tiện cho việc đó nên tôi làm vậy thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Hẹn gặp anh vào sáng mai tại cửa cục dân chính. Nhớ đến. Anh Thúc, không xong rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Tất cả dữ liệu giấy của Đạo Thành đã bị mất hết. Mất hết sao? Đúng vậy. Chúng tôi đã bí mật theo dõi dự án của Đạo Thành được 2 năm. Để bảo mật, tôi đã không sử dụng máy tính suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ tất cả các dữ liệu giấy đã biến mất. 2 năm cố gắng của chúng ta chẳng phải là mất hết rồi sao? Chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát làm gì? Chuyện này, việc này, ý anh là gì? Là ông chủ tịch. Chủ tịch? Không phải là chủ tịch được. Tại sao lại làm như vậy? Dự án của Đạo Thành bị biến mất. Việc này rất quan trọng. Nếu tôi thành công, nhất định sẽ được sự kỳ vọng của mọi người. Anh ấy sẽ phải nhường chức chủ tịch hội đồng quản trị cho tôi. Ngay từ đầu anh ta đã không hài lòng với tôi. Anh ta cũng không muốn từ bỏ vị trí đó. Chắc chắn anh ta đã ngăn chặn tôi tiếp tục phát triển với Đạo Thành. Vậy thì 2 năm làm việc chăm chỉ của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng hiện tại chúng ta không còn tài liệu nào trong tay. Vậy họ đã lấy tài liệu đi như thế nào? Chúng ta sẽ lấy lại nó như thế. Anh Thúc, ý anh là gì? Không phải anh nghĩ tới ăn trộm đấy chứ? Quả nhiên, đúng là ông chủ của tôi. Tôi sẽ đi ngay. Không phải hôm nay đã hẹn tới cục dân chính để làm thủ tục ly hôn sao? Có chút công việc tại công ty, tạm thời tôi không thể đến đó được, có lẽ phải hẹn hôm khác. Này, tại sao? Từ Bạch, Từ Bạch. Chúng tôi tới đây để phục lệnh của cô. Các anh đến đây làm gì? Đứng lên trước đi. Ở đây có rất nhiều người qua lại. Chúng ta qua chỗ khác. Từ Bạch đã gửi một lá thư ủy thác đến Thanh Vân Điện. Thúc Từ Bạch,
anh ta định làm gì nữa đây? Đại thần, gia đình họ Thúc và Thanh Vân Điện trước giờ luôn có mâu thuẫn với nhau, làm sao họ lại nhờ chúng ta giúp đỡ? Nội dung của ủy quyền là gì? Họ đã chi 1 tỷ nhờ chúng ta tìm kiếm một tên trộm. Tìm kiếm một tên trộm? Tại sao lại tìm kiếm Đạo Thành? Nếu là vấn đề bình thường thì cũng không sao, nhưng suy cho cùng cô cũng là Đạo Thành giáo, vậy nên tôi đặc biệt đến đây để hỏi cô, ý kiến của cô thế nào? Hãy từ chối đi. Được. Alo. Loại độc dược mà mẹ nuôi của cô uống phải, tôi đã xác định được rồi, để làm được thuốc giải độc, cần có 3 loại thảo dược quý hiếm. Nhân sâm Long Sơn, cây ngọc cầm và cỏ hương độc. Được. Tôi sẽ cử người đi tìm cho anh ngay bây giờ. Tôi nghe nói 3 loại thảo dược này rất hiếm, không có nhiều trên thị trường. Tất cả đã bị mua hết rồi. Theo như tôi biết, cây ngọc cầm hiện đang nằm trong tay chủ tịch tập đoàn Hà. 2 viên cỏ hương độc còn lại đều nằm trong tay Thúc Từ Bạch. Nhân sâm Long Sơn ở nhà họ Chu. Một khoảng thời gian dài như vậy, hóa ra họ đều là người quen. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết việc này. Đúng rồi, Mục Thanh, cậu hãy nói với anh Thúc, lần nhờ giúp đỡ bắt tên trộm này, chúng ta sẽ nhận. Đây là cách mà chủ tịch Thúc chào đón khách tới sao? Việc đột nhập của cô vào nhà họ Chu thế nào? Nói vào vấn đề chính đi. Tôi muốn cô đột nhập vào nhà cũ của nhà họ Thúc và lấy cho tôi một số dữ liệu. Được. Cô không hỏi thêm gì sao? Việc này đâu có liên quan tới tôi. Tôi chỉ quan tâm đến phần thưởng. 1 tỷ. Nếu không hài lòng, cô có thể đề xuất thêm. Tôi muốn có cỏ hương độc. Giao dịch thành công. Anh cũng không hỏi tại sao tôi lại muốn thứ đó à? Cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ quan tâm đến dữ liệu. Giao dịch giữa chúng ta sẽ hoàn tất vào 12 giờ trưa mai. Chúng ta sẽ gặp ở đây. Anh Thúc, hôm qua đã hẹn 12 giờ, bây giờ đã là 12 giờ rưỡi rồi. Liệu tên trộm đó có đến hay không? Anh Thúc, hay chúng ta bị lừa rồi không? Sẽ không đâu. Làm sao anh chắc chắn? Dựa vào trực giác. Trực giác? Dữ liệu mà anh cần đây. Cô bị thương sao? Anh Thúc, lẽ ra anh phải vui vì nhận được thứ mình cần. Chờ đã. Cảm ơn. Việc giải độc cho mẹ, mình đã đi được 1 bước. Nhà của họ Thúc quả thực là quá điên rồ. Mình chỉ định đánh cắp một vài dữ liệu thôi, có cần làm mình bị thương đến mức này không? Này Vũ Thiên Vân, cô đang bị thương sao? Ai cho anh vào đây? Nhanh ra ngoài đi. Này, không phải tôi bảo anh ra ngoài rồi sao? Sao anh còn cố ngồi xuống đây? Tại sao cô lại bị thương? Tôi đi bộ không cẩn thận nên bị ngã thôi. Cô nói dối. Rõ ràng vết thương này là do dao cắt. Sao anh hỏi tôi nhiều quá vậy? Cô là vợ của tôi. Chuyện của cô đương nhiên tôi phải lo. Anh nói lại đi. Chẳng phải lỗi là do anh sao? Do tôi. Vậy thì đừng trách tôi đổ lỗi cho vợ tương lai của anh. Thúc Từ Bạch, hôm nay tôi đã đến nhà họ Chu. Gia đình Chu là cô bị thương. Tại sao họ lại làm cô bị thương? Anh biết mà. Nhà họ Chu trước nay chưa từng chào đón tôi. Anh làm gì thế? Đừng cử động.
có đau lắm không? Ừm. Vậy thì tôi sẽ nhẹ nhàng. Nếu nhà họ Chu còn bắt nạt cô một lần nào nữa, cô hãy nói cho tôi biết. Nói cho anh biết thì có ích gì? Anh cũng chẳng giúp gì được cho tôi đâu. Thúc Từ Bạch, nếu không thực hiện được thì sao? Tốt nhất sau này anh đừng hứa hẹn lung tung như vậy. Công việc ở công ty anh đã giải quyết xong chưa? Nếu xong rồi thì ngày mai chúng ta hãy đi làm thủ tục ly hôn nhé. Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn đi ngủ. Tên đạo thành giáo đó cũng có vết thương ở chân. Cô ấy cũng có. Liệu có phải chỉ là sự trùng hợp thôi không? Alo. Chúng tôi đã cử người đến tập đoàn Hà để theo dõi. Chủ tịch nói nếu muốn có được cây ngọc cầm, cô phải giúp họ làm một việc. Việc gì vậy? Cần phải loại bỏ sự phong tỏa kỹ thuật của chủ tịch Thúc đối với họ. Kỹ thuật đó, chỉ có hacker hàng đầu thế giới, Kỳ Cầu Ngư mới có thể làm được. Tôi hiểu rồi. Nếu để lộ danh tính quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Muốn phá vỡ sự phong tỏa kỹ thuật của tập đoàn Thúc đối với tập đoàn Hà một cách thích hợp thì phải dùng máy tính từ tập đoàn Thúc. Mình chỉ còn cách lấy được máy tính của Thúc Từ Bạch. Nhưng làm sao để lấy được máy tính của Thúc Từ Bạch bây giờ? Cô đang nghĩ gì đấy? Có vẻ rất bí hiểm. Không, không có gì đâu. À đúng rồi, Thúc Từ Bạch. Hôm nay anh không bận gì đấy chứ? Anh sẽ ở nhà thôi phải không? Cô muốn đi ly hôn ngay hôm nay à? Không, không, không không. À chuyện ly hôn, chừng nào cũng được. Không cần vội nữa. Hôm qua không phải cô vẫn còn giục tôi nhanh lên sao? Là bởi vì tối qua anh giúp tôi băng bó vết thương một cách chu đáo, vậy nên tôi thấy cảm động. Thúc Từ Bạch, tôi chợt nhận ra hình như tôi có thích anh một chút. Thật không? Đúng, tất nhiên. Vậy nên chúng ta có thể trì hoãn việc ly hôn một thời gian nữa được không? Cho thêm thời gian để suy nghĩ. Cô muốn làm gì cũng được. Thật may khi đã không ly hôn vào hôm trước, nếu không thì làm sao mình có thể lấy được máy tính của Thúc Từ Bạch. Thúc Từ Bạch. Thúc Từ Bạch. Thúc Từ Bạch. Đứng lại. Anh quay về rồi à? Cô đến phòng làm việc của tôi làm gì? Tôi thấy anh làm việc mệt mỏi quá. Tôi đã đặc biệt đến để quan tâm anh. Đến thăm nhưng đi không mang theo gì cả. Dĩ nhiên là không, tôi mang theo tình yêu của tôi dành cho anh. Có vẻ như anh không cần nó cho lắm, vậy thì tôi đi trước đây, này. Cô đang chơi đùa với tôi phải không? Có lẽ cũng đúng là như vậy. Thật đáng tiếc. Anh không dễ bị thua cô đâu. Sau này đừng bao giờ chơi trò này với tôi nữa. Dạ rõ. Từ Bạch, dạo gần đây anh làm gì thế? Tại sao em không liên lạc với anh nữa? Gần đây công ty có chút việc cần giải quyết, tôi khá bận. À phải rồi, vậy anh và Thiên Vân đã ly hôn chưa? Một vài ngày nữa,
tôi bận nên cúp máy trước đây. Được rồi, vậy anh hãy chú ý đến sức khỏe nhé. Bố, Thúc Từ Bạch bị sao vậy? Tại sao vẫn chưa ly hôn? Vậy làm sao có thể chắc chắn rằng con có thể ở bên cạnh Từ Bạch được đây? Hay cô ta đã nói gì với Từ Bạch? Không thể nào, mạng sống của mẹ nuôi cô ta vẫn nằm trong tay chúng ta. Sao nó dám làm gì được? Không được, con phải tới nhà Từ Bạch một chuyến, xem đã xảy ra chuyện gì. Ông là ai thế? Tôi là cố chủ tịch Táp Đoàn Thúc. Ông nội của Thúc Từ Bạch. Mời ông ngồi. Thật không may hôm nay ông đến đây Từ Bạch lại không có nhà. Tôi không đến đây tìm Từ Bạch. Tôi đến đây để tìm cô. Tìm tôi. Để tôi nói thật, tôi không thích việc Thúc Từ Bạch đính hôn và kết hôn với cô. Mình hiểu rồi. Ông coi thường mình nên ông đến đây để điều tra. Vậy trường hợp này, ông định đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Như một khoản tiền yêu cầu rời xa cháu trai của ông. Làm sao cô lại nghĩ như vậy? Ông không hài lòng với tôi, và ông muốn tìm người phù hợp hơn với Từ Bạch thì tất nhiên chia tay thì tôi cũng phải cảm thấy hài lòng. Ha ha ha. Tôi đã nghĩ cô sẽ khóc lóc nói về tình yêu với Thúc Từ Bạch. Sau đó cô sẽ cầu xin tôi không muốn chia tay với Từ Bạch. Ông ơi, ở thời đại nào rồi? Những câu chuyện như vậy đã quá lỗi thời. Thêm nữa tôi thấy tôi khá xuất sắc. Không có lý do gì mà tôi không xứng với Thúc Từ Bạch. Nếu ông cảm thấy tôi không xứng đáng, thì tất nhiên là ông đang không hài lòng với tôi rồi. Tại sao tôi phải hạ thấp bản thân để giành được sự chấp thuận của ông? Ha ha ha, đứa trẻ này. Cô thật thú vị. Thúc Từ Bạch thích cô lắm đấy. Sao bây giờ? Thật không may, anh ấy không tốt. Anh vẫn còn muốn ly hôn với tôi. Thế à? Vậy cô có muốn ly hôn không? Tôi không muốn thì cũng không thể làm gì được, phải không? Gia đình họ Thúc của ông to lớn và mạnh tới vậy, làm sao một cô gái nhỏ bé như tôi có thể phản kháng lại được? Ồ, tôi có thể giúp cô không ly hôn với Từ Bạch. Ha ha ha, tại sao cửa lại mở thế này? Nhưng điều kiện là gì? Cô thật thông minh. Ha ha ha, tôi có thể giúp cô giữ được vị trí phu nhân Thúc, tận hưởng vinh quang và sự giàu có của nhà họ Thúc. Nhưng cô phải giúp tôi thực hiện hai điều. Điều thứ nhất, trong máy tính của Thúc Từ Bạch lắp đặt một thiết bị giám sát. Tôi muốn biết anh ta đang làm gì mọi lúc mọi nơi. Có phải ông muốn xem tin nhắn của Thúc Từ Bạch đúng không? Giám sát. Vậy điều thứ hai là gì? Điều thứ hai, điều này là cô phải cố gắng. Hãy sinh cho tôi một đứa chắt càng sớm càng tốt. Điều này tôi không thể làm được. Thúc Từ Bạch không thích tôi. Tôi có thể làm gì anh ấy được? Ha ha ha. Thúc Từ Bạch là một người đặc biệt, không muốn tiếp xúc với phụ nữ. Vấn đề này không phải là có thích hay là không, nhưng gia đình nhà hộ Thúc chúng tôi phải có người thừa kế. Vì vậy cô phải thật cố gắng. Nếu không thể thì tôi có thuốc ở đây. Thuốc? Được rồi Vũ Thiên Vân, cô ta thật sự đã liên kết với người ngoài để âm mưu chống lại Từ Bạch. Ha ha, bây giờ tôi sẽ đi nói với Từ Bạch, xem chuyện này cô sẽ giải thích như thế nào. Cuối cùng thì ông lão cũng đã rời đi. Nhưng hai ông cháu nhà này thật sự thú vị. Một người bảo tôi đến nhà ông nội để lấy trộm một thứ gì đó. Người kia thì lại yêu cầu tôi cài đặt thiết bị giám sát vào máy tính của cháu trai. Lúc này chắc Thúc Từ Bạch cũng không quay về nhà ngay đâu. Cũng không biết máy tính anh ấy có ở nhà hay không. Cô nói gì? Vũ Thiên Vân và ông nội tôi liên kết với nhau, yêu cầu cài đặt thiết bị giám sát vào máy tính của tôi, lại còn đưa cho cô ấy thuốc để tôi uống. Tất cả những điều đó đều được em nghe bằng chính tai mình. Dù cho Thiên Vân và em là hai chị em, nhưng em không muốn thấy anh bị tổn thương. Anh nhất định phải cẩn thận, Từ Bạch. Anh đừng ăn bất cứ thứ gì mà Thiên Vân đưa.
Vũ Thiên Vân, cô định dùng thủ đoạn để giữ Thúc Từ Bạch ở bên cô sao? Đừng có mơ. Anh về rồi sao? Cô đang làm gì ở đây? Tôi dọn dẹp thôi. Hôm nay tôi được nghỉ ở nhà, vậy nên tôi chỉ muốn vào đây dọn dẹp phòng làm việc cho anh một chút thôi. Ông nội tôi đã đến đây đúng không? À, ông ấy đã nói những gì? Chỉ nói là không hài lòng với tôi thôi. Và ông còn nói muốn tôi trở thành một người vợ, người mẹ tốt, sớm có được tình cảm của anh. Có thật không? Vậy anh nghĩ còn gì nữa? À, đây là trà hoa cúc tôi pha riêng cho anh. Trà này giải nhiệt rất tốt, anh uống thử đi. Anh nhớ đừng ăn bất cứ thứ gì mà Thiên Vân đưa. Hôm nay cô đã dọn phòng chăm chỉ. Cốc trà này dành cho cô. Tôi uống sao? Làm sao? Cô không dám à? Hay là trong này đã có cái gì đó thêm vào? Tôi có thể thêm gì vào đó được chứ? Sao tôi có thể đầu độc anh được? Tôi sẽ uống. Đây, tôi đã uống rồi. Tôi chỉ muốn quan tâm đến anh thôi. Tôi không ngờ anh lại khó chịu đến vậy. Tôi đi đây. Giúp tôi tìm một kỹ thuật viên kiểm tra máy tính. Anh Thúc, kết quả kiểm tra máy tính của anh đã có rồi. Trong máy tính của anh không có cài đặt bất kỳ thiết bị giám sát nào, không có tình trạng bị theo dõi, không có cài đặt thiết bị giám sát sao? Đúng vậy. Có phải mình đã hiểu lầm cô ấy rồi không? Bây giờ Vũ Thiên Vân đang ở đâu? À, phu nhân. Lúc này chắc là đang ở nhà. Ồ đúng rồi, chủ tịch lại đến nhà anh. Chắc phu nhân đang tiếp chủ tịch. Ông nội lại đến sao? Về nhà. Cô đã hoàn thành công việc tôi nói với cô chưa? Xin lỗi, tôi không làm được gì cả. Không làm được gì là sao? Không cài đặt được giám sát. Cũng không cho Từ Bạch dùng thuốc. Tại sao cô không làm theo những gì tôi nói? Cô thật sự muốn ly hôn với Thúc Từ Bạch phải không? Ông ơi, Từ Bạch cũng là con người mà. Việc anh ấy muốn ly hôn là ý kiến riêng của anh ấy. Tôi không có quyền can thiệp. Nếu tôi thích anh ấy, vậy thì tôi càng phải tôn trọng quyết định của anh ấy. Làm sao tôi có thể kéo anh ấy cùng chết với tôi được? Với lại, tôi nghĩ ông không nên dùng tình thân để áp đặt anh ấy. Kể cả khi ông là ông nội của anh ấy, ông cũng không nên giám sát anh ấy mọi lúc mọi nơi. Cô thì biết gì, thằng nhỏ này có tham vọng rất lớn. Tương lai nó còn phải cai quản nhà họ Thúc. Nó sẽ đảo lộn hết tất cả. Tôi giám sát nó cũng là vì lợi ích của nó thôi. Hiện tại Thúc Từ Bạch vẫn quản lý tốt tập đoàn Thúc. Như vậy sau này anh ấy vẫn có thể quản lý tốt nhà họ Thúc. Có thật là ông đang làm điều này là tốt cho Từ Bạch không? Hay chỉ là để đáp ứng mong muốn kiểm soát của cá nhân ông? Ông tự biết lòng mình. Vũ Thiên Vân, cô có biết là cô đang nói chuyện với tôi không hả? Cô có tin những gì mà cô nói ra sẽ khiến cô phải thu dọn đồ ra khỏi nhà họ Thúc không? Không có sự đồng ý của tôi, không ai có thể đuổi cô ấy đi. Sao anh lại về vào giờ này? Anh cứ nói chuyện thôi, sao lại nắm tay tôi làm gì vậy? Vũ Thiên Vân là người vợ mà tôi đã chọn. Không ai có thể đuổi cô ấy đi. Vì cô ấy mà anh sẵn sàng xúc phạm tới ta sao? Ngươi sẵn sàng chống lại cả gia đình họ Thúc. Đúng. Ha ha ha. Dường như ngươi thật sự đã trưởng thành. Ha ha. Được rồi. Cô đấy, cô cũng đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. Bây giờ cô chính thức trở thành con dâu của gia đình Thúc. Bài kiểm tra. Từ giờ trở đi, hai người cố gắng sống hạnh phúc bên nhau nhé. Ông nội, ông nói vậy là sao? Sau khi cậu vượt qua bài kiểm tra của tôi. Rất tốt. Tôi sẽ để tất cả lại cho cậu. Ha ha.
Thúc Từ Bạch: Thực sự thì tôi nghĩ ông của anh rất tốt với anh. Tôi cảm thấy cô cũng rất tốt với tôi. Ông nội đã đi rồi, anh không cần phải giả vờ nữa, hãy buông ra đi. Làm sao cô biết tôi vừa nãy có giả vờ hay không? Không giả vờ thì chẳng lẽ là thật chăng? Thật ra vừa rồi anh không cần phải bảo vệ tôi đến vậy đâu. Dù sớm hay muộn tôi cũng rời khỏi đây thôi. Vũ Thiên Vân, cô vẫn muốn rời xa tôi đến vậy sao? Không phải là tôi muốn rời bỏ anh, mà chính anh mới là người nóng lòng đuổi tôi đi. Nếu tôi không rời đi, làm sao anh đến được với Chu Minh Huệ? Giữa chúng ta chỉ là một ngõ cụt thôi. Việc ly hôn chỉ là vấn đề thời gian. Tôi sẽ không đồng ý với việc ly hôn. Mục Thanh, tôi đã giúp tập đoàn Hà phá vỡ sự phong tỏa của tập đoàn Thúc. Anh đã có được cây ngọc cầm trong tay chưa? Tôi đang nói chuyện với chủ tịch của tập đoàn Hà, dự kiến sẽ có được nó sớm thôi. Tốt. Khi có được cây ngọc cầm trong tay, mình sẽ rời khỏi nhà họ Thúc. Anh Thúc, vừa nãy cô Chu có đến đây, nhưng tôi thấy anh đang họp, nên tôi đã bảo cô ấy đi. Anh có muốn gọi lại cho cô ấy không? Không cần. Cô Chu còn nhờ tôi hỏi anh một điều. Anh còn nhớ những gì anh đã hứa với cô ấy không? Theo anh. Chờ một chút, giữa Vũ Thiên Vân và Chu Minh Huệ, tôi chắc chắn sẽ chọn phu nhân. Này Thúc Tổng, ý anh là sao? Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ chọn phu nhân. Tại sao? Tôi thấy phu nhân là một người tính khí tốt, một người sống rất vô tư. Còn Chu Minh Huệ, dáng người thì thật sự tuyệt vời, nhưng cô ấy lại quá nặng tình. Cô ấy không phù hợp với anh. Vậy là theo anh sẽ chọn Vũ Thiên Vân. Không phải anh cũng nên nghĩ tới rồi chứ? Anh là con một trong gia đình. Gia đình anh đang muốn anh có con để nối dõi tông đường. Nhưng cơ địa của anh lại rất đặc biệt. Ngoại trừ Vũ Thiên Vân ra, không ai có thể đến gần được anh. Vì vậy tổng cộng nhìn chung, chỉ có Vũ Thiên Vân là người phù hợp với anh nhất. Nếu anh không dị ứng với cô ấy, thì sẽ tốt biết mấy. Này Thúc Tổng, tôi chưa uống đâu. Tôi chưa một giọt nào. Khăn ở đâu rồi? Cô, sao cô không khóa cửa? Anh mau ra ngoài đi. Đợi một lát, anh có thể vào phòng tắm lấy giúp tôi thêm một cái khăn không? Còn có máy sấy tóc nữa. Đợi tôi. Cái này không phải là một phần trên dấu ấn riêng sao? Sao lại ở trong tay của Ngô Thiên Vạn? Tiêu Húc Bạch: Cảm ơn anh lúc nãy đã lấy máy sấy tóc giúp tôi. Con dấu này, tại sao lại ở chỗ của cô? Cô sợ cái gì? Tôi không có. Mỗi họa sư hàng đầu đều sẽ có một con dấu riêng được làm từ lưu kim hỏa. Con dấu mà tôi đang cầm trên tay, người khác tuyệt đối không thể làm giả được. Nếu tôi đoán không nhầm, con dấu này có lẽ chính là dấu ấn của người đó. Tại sao cô lại có được thứ này? Cái này là Vân Mặc đưa cho tôi. Ngu Mặc Hà sao phải đưa vật này cho cô? Quan hệ của hai người không tốt, tại sao lại phải đưa con dấu cho cô? Hoặc là con dấu đã bị cô đánh cắp, hoặc là thứ này vốn dĩ đã là của cô. Thực ra cái này là giả thôi. Giả sao? Đúng vậy, tôi đố kỵ với Ngu Mặc Hà. Dựa vào đâu cô ta tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành họa sư nổi tiếng hàng đầu? Vậy nên tôi mới mô phỏng theo con dấu riêng của cô ta. Vậy sao? Tiêu Húc Bạch, đương nhiên rồi. Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Cô đang nghĩ tôi không thể nhận ra đâu mới là lưu hỏa kim thật sự à? Nếu có con dấu làm bằng lưu hỏa kim giả thì sao? Có sao? Tiêu Húc Bạch, anh đang nghi ngờ cái gì vậy? Nếu không tin, anh có thể hỏi thử Mặc Vân. Đi hỏi cô ta không phải sẽ rõ sao? Lần này tôi sẽ tin cô. Tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra cô có gì giấu tôi. Đúng rồi. Tiêu Húc Bạch, anh làm cái gì vậy? Mình không hề bị dị ứng. Chẳng lẽ
đúng là không hề bị dị ứng. Hóa ra mình lại không bị dị ứng với cô ấy. Tiêu Húc Bạch, anh là đồ khốn nạn. Quần áo đẹp đấy, tháng này tăng lương gấp đôi cho anh. Tiêu Tổng à, hôm nay có chuyện gì mà anh vui vậy? Này, có phải là hôm qua anh với phu nhân đã, Húc Bạch? Mặc Hà tiểu thư. Húc Bạch à, lâu như vậy rồi chúng ta không được gặp nhau, anh có thấy nhớ em không? Lâu như vậy rồi chúng ta không được gặp nhau, anh có thấy nhớ em không? Không phải vài ngày trước vừa thấy mặt nhau sao? Trời ạ, một ngày không gặp dài như là ba thu ấy. Húc Bạch à, chuyện về ông nội của anh đừng chút giận lên Thiên Vạn đấy nhé. Thực ra Thiên Vạn không hề cố ý hợp tác với người ngoài để tính kế anh đâu. Cô ấy cũng chỉ là quá lo lắng cho anh thôi, anh đừng tức giận nhé. Ngu Thiên Vạn không hề tính kế tôi. Sao có thể như vậy được, rõ ràng là em đã nghe được. Ngu tiểu thư, tôi không hề tin vào mấy chuyện lời nói gió bay đó, tôi chỉ tin những thứ tôi tận mắt nhìn thấy. Có lẽ là do em nghe nhầm rồi. Húc Bạch, anh định đến khi nào mới ly hôn với Thiên Vạn đây? Chuyện này tôi cũng đang định nói với cô. Tôi không có ý định ly hôn, không ly hôn nữa. Hứa Bạch à, không phải anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em rồi sao? Sao bây giờ anh lại nói sẽ không ly hôn nữa? Anh như vậy thì em phải làm sao đây? Yên tâm đi, chuyện mà tôi hứa với cô, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Như này đi, nhà họ Tiêu sẽ bồi thường một khoản lớn cho nhà họ Ngu. Cô có bất cứ yêu cầu gì có thể nói với tôi có thể thực hiện giúp cô. Hứa Bạch, anh thật sự không cần em nữa sao? Chẳng lẽ tất cả những tin đồn ngoài kia, tất cả những tin đồn bên ngoài, không cần cô phải bận tâm, tôi sẽ tự mình giải quyết. Nếu như em nói em đã mang thai anh cũng không cần em đúng không? Cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Em mang thai rồi. Đứa bé chính là con của anh. Thần Điểu, đã lấy được dược liệu ngàn năm của tập đoàn Hứa Thị rồi. Tốt, tốt quá rồi. Bây giờ mình chỉ còn thiếu duy nhất Thanh Long Sâm nữa thôi. Chỉ cần tìm được Thanh Long Sâm, vậy độc của mẹ có thể giải rồi. Thỏa thuận với Hứa Thị đã hoàn thành. Vậy, đã đến lúc mình rời khỏi Tiêu gia. Mình với Tiêu Húc Bạch cũng đến ly hôn rồi. Anh về rồi sao? Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh sao thế? Sao trông anh có vẻ không vui vậy? Có phải anh lại bị dị ứng nữa không? Đâu có bị dị ứng đâu. Ngu Mặc Hà có thai rồi. Cái gì? Cô ấy đã mang thai đứa con của tôi. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Hôm nay tôi cũng mới biết. Xin lỗi. Anh không cần phải nói xin lỗi. Dù sao thì chúng ta ngay từ đầu đã không có gì là thật. Nếu như Ngu Mặc Hà đã mang thai rồi, vậy chúng ta nên ly hôn. Ngày mai chúng ta đến cục dân chính luôn đi. Được. Được. Vậy ngày mai. Ngày mai gặp anh. Tại sao? Tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy? Ngu Thiên Vạn, mày bị cái gì vậy? Anh ta chẳng qua chỉ là một tên khốn nạn thôi. Đúng. Mày đã bị anh ta lừa gạt. Đây là chứng nhận kết hôn của chúng tôi tới đây để ly hôn. Sao lại là hai người thế? Tôi nhớ hai người mới kết hôn cách đây không lâu mà, nhanh vậy đã ly hôn rồi à? Có phải lại là nhất thời giận dỗi nhau không? Đương nhiên là không phải. Thực ra thì là vì anh ấy không thể. Hả? Còn tôi bên ngoài cũng có người khác rồi. Cái này, nếu như vợ chồng không thể hòa hợp không phải là càng đáng buồn hơn sao? Mau bắt đầu đi. Hai người có chắc muốn ly hôn không? Chắc chắn, hôn nhân không phải là trò trẻ con đâu. Hai người vẫn nên suy nghĩ cẩn thận đi. Chỉ là một đống rác thôi, suy nghĩ làm gì chứ? Cô nói cái gì? Không có gì, không có gì hết. Chúng ta mau chóng bắt đầu thôi. Theo như quy định, thời hạn giải quyết ly hôn trong vòng 30 ngày. Điều đó có nghĩa sau lần đầu tiên nộp đơn, phải đợi 30 ngày sau mới có thể có chứng nhận ly hôn.
Tận 30 ngày sao? Tận 30 ngày sao? Nộp đơn ly hôn rồi vẫn cần tới 30 ngày để cân nhắc nữa à? Sao kết hôn lại không cân nhắc? Được rồi mà vợ, sau khi về nhà, nếu như anh vẫn không thể khiến vợ mình hài lòng, vậy tháng sau chúng ta lại tới đây. Đi thôi. Vừa rồi anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi có sao? Không phải cô chính là người bắt đầu nói linh tinh trước à? Tôi cũng đâu có nói sai. Bản thân anh không làm được mà. Được thôi, vậy chúng ta có thể thử xem. Ai muốn thử với anh, tôi nói cho anh biết, ngày này của tháng sau, hai chúng ta không gặp không về. Sao cơ? Hai người vẫn phải đợi 30 ngày nữa mới có thể ly hôn. Không, em không vội đâu. Không sao hết, em có thể đợi anh mà. Bố à, Tiêu Húc Bạch vốn dĩ không hề muốn cưới con. Nhớ trong lúc đợi lại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Ha ha, không cần lo. Dù sao thì con cũng đã mang thai đứa con của Tiêu Húc Bạch rồi. Vì con cái cậu ta nhất định sẽ phải cưới con thôi. Nhưng mà, có điều, 30 ngày này nói thế nào cũng là biến cố. Bố thấy như này, con lấy danh nghĩa phải dưỡng thai đến ở với cậu ta. Hai người các con ngày đêm ở cạnh nhau, sớm muộn gì lửa gần rơm cũng sẽ cháy thôi. Hứa Bạch, nếu như cô đã muốn tới nhà họ Tiêu dưỡng thai, vậy cứ sống tạm ở tầng trên trước đi. Đợi khi nào dọn dẹp xong phòng cho khách, cô ở phòng nào cũng được. Phòng cho khách? Hứa Bạch, chẳng lẽ em ở cùng phòng với anh không được sao? Tôi vẫn chưa ly hôn, dù sao thì cũng không tiện. Nhanh như vậy đã dọn đến đây rồi à? Mưu tiểu thư nóng lòng đến thế sao? Không phải nóng lòng, là tôi và con đều nhớ Hứa Bạch rồi. Đi đâu vậy? Tôi có việc. Hứa Bạch à, công ty còn có việc, tôi đi trước đây. Không thích em thì đã sao hả? Không phải anh vẫn chỉ có thể cưới em thôi sao? Ngô Thiên Vạn, tôi khát nước. Cô mau đi lấy cho tôi ly nước đi. Cô không có tay có chân à? Không tự lấy được à? Tôi đang mang thai mà, làm gì cũng phải cẩn thận. Chuyện tầm thường như vậy, sao tôi có thể tự mình đi làm được? Bảo cô đi thì cô cứ đi đi, lấy đâu ra lắm lời như vậy. Tôi nói cho cô biết, tôi là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tiêu. Cẩn thận không tôi nói với Tiểu Bạch đuổi cổ cô ra ngoài. Được, tôi lấy nước cho cô. Uống đi. Cô lấy nước kiểu gì thế? Lạnh như vậy, cô muốn tôi lạnh chết đấy à? Cho cô một chút mặt mũi, cô thật sự không coi người khác ra gì nữa đúng không? Cô thật sự không coi người khác ra gì nữa đúng không? Cô dám hắt nước vào người tôi, cô có tin là tôi sẽ? Cô coi tôi là bảo mẫu miễn phí của cô à? Hắt nước vào cô thì đã sao? Tôi còn dám đánh cô nữa kìa, cô dám? Thứ tôi đang mang trong người là đứa con của nhà họ Tiêu. Nó là con của Tiêu gia, cũng đâu phải là con của tôi. Tại sao tôi lại phải quan tâm đến con của cô? Hơn nữa, nếu như cô còn dám sai khiến tôi lần nữa, không cần biết cô có đang mang thai hay không, tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Có chuyện gì vậy? Hứa Bạch, cuối cùng thì anh cũng về rồi. Em gái em, cô ấy, anh quản cho tốt vợ sắp cưới của mình đi. Hứa Bạch à, có phải là em không nên tới đây không? Có phải em không nên chen vào mối quan hệ của anh với em gái em? Em gái, em ấy thực sự rất hận em. Em ấy không những hắt nước lên người em gái còn muốn đánh em nữa. Chỉ cần cô không chọc giận cô ấy sẽ không động tới cô. Mau đi thay quần áo khác đi. Ngô Thiên Vạn nói không cần biết mình có mang thai hay không. Cô ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta đã biết được gì rồi à? Không được. Ngô Thiên Vạn ở bên cạnh Tiêu Húc Bạch chính là một tai họa. Mình phải nghĩ ra cách để Húc Bạch hoàn toàn thất vọng về cô ta. Húc Bạch, em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, đều là những món anh thích. Anh có muốn nếm thử chút không? Được. Anh mau
mau ăn thử cái này đi, đợi Thiên Vạn đã. Đều tại em, lúc làm bữa sáng đã quên mất Thiên Vạn. Thiên Vạn, mau ngồi xuống ăn bữa sáng đi. Không cần đâu, tôi còn có việc, không làm phiền đến vợ chồng hai người nữa. Hứa Bạch, công ty còn có chuyện, cô tự mình ăn sáng trước đi. Alo, đã chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay nhất định phải hủy hoại Ngô Thiên Vạn cho tôi. Thần Điểu Đại Nhân, Mộ Tình, sao anh lại ở đây? Thần Điểu Đại Nhân, việc lần trước mà cô phân phó bây giờ đã có manh mối rồi. Chúng tôi đã tìm thấy người mà Ngu gia sắp xếp ở Thanh Vân Thần Điện rồi. Cô có muốn tới đó nhổ cỏ tận gốc không? Hiện tại chưa cần, chúng ta vẫn chưa tìm được Thanh Long Sâm. Không được để đứt dây động rừng. Những chuyện như vậy chỉ cần gọi điện thông báo cho tôi là được. Sao lại phải đích thân đến nói? À, tôi nghe nói Ngu Mặc Hà đã chuyện đến nhà họ Tiêu, sợ cô ta gây bất lợi cho cô nên đã cố tình tới đây xem. Yên tâm đi, cô ta ở trước mặt tôi không làm được gì đâu. Còn anh, chăm sóc tốt cho bản thân trước đi. Cảm ơn nhiều nhé. Là tôi lo lắng thái quá rồi, Ngu tiểu thư có tâm trạng như vậy sao? Hẹn gặp riêng Mỹ Nam vào ngày mưa thế này. Hay là anh cứ về trước đi, bây giờ tôi không sao hết. Anh ta là ai? Tại sao anh lại đi theo tôi? Ngu Thiên Vạn, tôi hỏi lại cô lần nữa. Anh ta là ai? Chỉ là một người bạn của tôi thôi. Tại sao tôi không biết cô lại có một người bạn như vậy? Điều anh không biết vẫn còn nhiều lắm. Chúng ta đã sắp ly hôn rồi, anh quản nhiều thế làm gì? Chỉ cần một ngày chúng ta vẫn chưa ly hôn, cô vẫn là người phụ nữ của tôi. Tốt nhất với những người đàn ông khác. Cô tránh xa ra một chút. Chỉ có nhà anh mới được đốt lửa, còn người ta không được thắp đèn à? Tôi với cô không giống nhau. Có gì không giống nhau? Anh đang tiêu chuẩn kép đấy à? Đáng tiếc, anh không có tư cách quản tôi. Tiêu Tổng, anh làm cái gì vậy? Sao lại cãi nhau với phu nhân nữa rồi? Hai người dù sao cũng chỉ làm vợ chồng được 2 ngày nữa thôi. Lúc này không phải càng nên yêu thương nhau hơn, phải nói chuyện nhiều hơn sao? Anh thì hay rồi, giống như đứa trẻ vậy. Hôm nay không phải dự báo không có mưa sao? Có thể tìm được 2 cái ô đã là tốt lắm rồi, giống như ô của tiểu công chúa ấy. Này, anh đi đâu vậy? Đi xem Ngu Thiên Vạn đang ở đâu. Lần trước ở Ngu gia tìm đồ bị Tiêu Húc Bạch nắm được chứng cứ. Lần này không có anh ta, mình không tin với bản lĩnh của mình lại không lấy được Thanh Long Sâm. Cô chính là Ngu Thiên Vạn đúng không? Ai cơ? Ngu Thiên Vạn? Mấy người nói gì vậy? Tôi chưa nghe tên đó bao giờ, có phải nhận nhầm người rồi không? Cô tưởng chúng tôi không biết cô là ai sao? Người đẹp à? Có người đã trả giá cao để mua lại sự trong trắng của cô. Hôm nay, để mấy anh em chúng tôi chăm sóc cho cô thật tốt. Ha ha ha. Tiêu Tổng, đây không phải là hướng tới nhà họ Ngu sao? Phu nhân muốn về thăm nhà ngoại à? Bọn họ. Đau quá, có nói không? Đau quá, có nói không hả? Cô đã hỏi cái gì đâu? Anh xem cái não của tôi, đến câu hỏi cũng quên mất luôn. Ai ra lệnh các người tới đây? Là Ngu Mặc Hà. Cô ta phái mấy người tới đây làm gì? Phía sau thì tôi không biết. Nhưng mà hôm nay cô ta kêu chúng tôi tới đây chính là muốn hủy đi sự thanh bạch của cô, sau đó chụp ảnh, quay video rồi gửi lại cho Tiêu Tổng của tập đoàn Tiêu Thị. Còn những chuyện phía sau tôi thật sự không biết. Đáng chết, đúng là đáng chết, đáng chết. Hôm nay tôi không lôi các người đến đồn cảnh sát, nếu để tôi gặp lại sẽ đánh chết các người. Vâng, vâng. Tiêu Tổng, cô ấy còn không để anh có cơ hội. Không có đất dụng võ mà. Tiêu Tổng, cái đó không phải là mặt nạ đen sao? Chẳng lẽ phu nhân là... Phu nhân chính là đạo tặc. Không cẩn thận nên bị ngã thôi. Anh quản nhiều chuyện vậy làm gì? Hóa ra thật sự là cô ấy sao? Hoàn toàn không nghĩ đến, cô vợ nhỏ bé của mình lại là tên trộm đó.
Tiêu tổng, hỏng rồi, tất cả hỏng hết rồi. Có kẻ đã bẻ hết các khóa công nghệ của chúng ta rồi, mở hết sao? Đúng vậy, bây giờ người có thể giải được khóa của chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Trừ khi là Khổng Tước Vũ đích thân ra tay. Vậy thì cũng không đúng, kể cả người đó có giải được rào chắn của chúng ta cũng cần phải dùng máy tính của anh mà. Trước giờ anh vẫn luôn rất cẩn thận, ai có thể động vào máy tính của anh được chứ? Anh về rồi sao? Người đeo mặt nạ. Hacker Khổng Tước Vũ. Con dấu riêng của họa sư giỏi nhất. Tôi cũng không hề dị ứng với cô ấy. Cô vợ nhỏ này của tôi đúng là đã cho tôi một bất ngờ lớn rồi. Tiêu tổng, anh đang lẩm bẩm cái gì vậy? Còn không mau nghĩ ra cách gì đi. Anh lại muốn đi đâu? Về nhà. Tìm ở Ngu gia cả ngày trời vẫn không tìm được Thanh Long Sâm. Người nhà họ Ngu đó sẽ để nó ở đâu được? Ngu Mặc Hà đang ở tầng trên ấy, tôi không tìm cô ta. Hôm nay cô đã đi đâu vậy? Tôi ra ngoài đi dạo. Đi dạo ở đâu? Anh đang hỏi khẩu cung đấy hả? Có người đã động đến máy tính của tôi. Ngoài chuyện Tiêu Thị giúp Hứa Thị lập rào chắn phong tỏa ra, người có thể tiếp cận với máy tính của tôi không nhiều đâu. Cô nghĩ người đó có thể là ai? Tôi. Anh làm cái gì vậy? Làm sao tôi biết được kẻ đó là ai? Bỏ ra mau. Là cô không được sao? Sao lại là tôi được? Tôi đâu có biết mấy thứ công nghệ đó. Vậy sao? Ngu Mặc Hà còn đang ở tầng trên. Nếu như anh không để ý, vậy chúng ta có thể chơi trò kích thích một chút. Tôi không để ý chút nào. Tôi để ý. Anh là loại người gì vậy? Không biết xấu hổ, không nói chuyện với anh nữa. Nếu như cô đã không muốn thừa nhận, vậy tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Không ngờ Ngu Thiên Vạn và Húc Bạch lại càng thân thiết hơn. Nếu như mình có thể tìm cách biến cái thai này thành thật thì tốt rồi. Húc Bạch, đây là ly nước bồi bổ sức khỏe em đặc biệt chuẩn bị cho anh mau thử chút đi. Cứ để đó đi. Có chuyện gì nữa sao? Anh không định thử ly nước em làm cho anh sao? Cho em vài ý kiến đi, để sau này em có thể cải thiện công thức. Công ty còn nhiều chuyện phải làm, chuyện khác để sau rồi nói. Cô quay về nghỉ ngơi trước đi. Vậy em quay về trước đây. Anh nhớ phải uống nhé. Ừ. Tiêu Húc Bạch, ông nội anh vừa gọi cho tôi, nói nhờ tôi lấy dữ liệu gì đó cho ông ấy. Tư liệu đang ở phòng làm việc, cô tự đi tìm đi. Tôi không hiểu gì cả. Cái này vốn dĩ là chuyện của nhà họ Tiêu các người, tại sao lại phải kéo tôi vào chuyện này? Vậy thì có lẽ là do ông nội tôi rất coi trọng cô. Này, cô đợi đã. Lại sao nữa? Tôi uống ngụm nước thôi anh cũng không cho, keo kiệt thế à? Cô có thấy chỗ nào không khỏe không? Không cảm thấy chỗ nào không khỏe cả. Chỉ là hình như hơi nóng thôi. Nóng á? Tiêu Húc Bạch, tại sao tôi còn cảm thấy chóng váng nữa vậy? Ai kêu cô uống nước bừa bãi? Không phải là anh đã lén lút bỏ thêm cái gì vào nước đấy chứ? Không phải tôi bỏ, là Ngu Mặc Hà bỏ. Vậy rõ ràng anh biết nước đó có vấn đề. Tại sao anh không nói sớm cho tôi biết? Tại cô uống nhanh quá thôi. Bỏ ra. Này, cô muốn đi đâu vậy? Đương nhiên là tìm người giúp tôi giải độc rồi. Thứ cô uống là tình dược. Cô định tìm ai giúp cô? Dù sao thì cũng không phải anh. Có phải là người đàn ông hôm trước không? Ngu Thiên Vạn, bây giờ cô vẫn đang là vợ của tôi. Ngoài tôi ra, không ai có thể giúp cô giải thuốc được đâu. Giúp tôi? Giúp cô cái gì cơ? Giúp tôi giải độc với. Vậy thì cầu xin tôi đi.
tôi xin anh. Cái này là tự cô nói đấy. Cảm giác bị người ta lừa thế nào hả? Cô ấy chính là người phụ nữ đêm đó. Nhưng tại sao cô ấy lại không chịu thừa nhận? Tiêu Húc Bạch. Tỉnh rồi sao? Anh. Chúng ta tối qua. Giống như cô nghĩ thôi. Anh lợi dụng người khác. Hả? Tại sao tôi lại nhớ? Là cô đã cầu xin tôi mà. Anh mau ra ngoài đi, tôi còn phải thay quần áo. Có phải là chưa từng nhìn qua đâu? Anh ra ngoài đi. Đều tại cái thứ chết tiệt ngu mặc hà đó. Trời ạ, Jinka. Sao? À, ý tôi là ngu mặc hà. Hôm nay cô ta không ở nhà. Hôm qua cô khiến tôi nhớ đến một người. Tầng 12. Khách sạn Thanh Mai. Phòng số 12. Cô có nhớ ra gì chưa? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Cô có thể chủ động nói cho tôi biết. Nếu như để tôi phát hiện ra chuyện gì đó, tôi cảnh cáo anh. Tiêu Húc Bạch, chúng ta rất nhanh thôi sẽ ly hôn rồi. Nếu như anh còn dám động tay động chân với tôi sẽ... tôi sẽ chuyển ra ngoài. Ly hôn thì không được đâu. Cô không nói cũng được. Tôi cũng sẽ có cách khiến cô bại lộ thân phận. Châu Vi, giúp tôi làm chuyện này. Bố à, Ngu Thiên Vạn với Húc Bạch tối qua hình như đã xảy ra chuyện ngoài kế hoạch rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con còn có thể trở thành Tiêu phu nhân được nữa không? Ha ha ha. Con vội cái gì? Trong bụng của con không phải vẫn còn đứa con của Tiêu gia hay sao? Con sợ không thành à? Bố, thực ra con không có mang thai. Sao cơ? Con không có mang thai. Vậy thì con với Tiêu Húc Bạch là con lừa anh ta thôi. Vì con rất muốn kết hôn với anh ta, nhưng anh ta lại không hề để tâm đến con, nên con chỉ còn cách nói dối thôi. Trời ạ, con gái à, con hồ đồ rồi đó. Tiêu Húc Bạch ra tay rất tàn độc. Thứ cậu ta ghét nhất chính là bị người khác phản bội. Nếu như con để cậu ta biết được là con nói dối, con sẽ... cả con với nhà họ Ngu chúng ta sẽ cùng chịu chung số phận. Vậy phải làm sao bây giờ? Con sợ chuyện này sẽ không giấu được lâu nữa đâu. Nếu đã như vậy, chỉ có thể biến cái thai giả thành cái thai thật thôi. Nhưng mà... Tiêu Húc Bạch, anh ta vẫn luôn rất cảnh giác với con. Anh ta sẽ không... Ai nói với con nhất định phải là của Tiêu Húc Bạch? Chỉ cần trong bụng con có thể có một đứa con, vậy khó khăn lần này coi như được giải quyết rồi. Tại sao Tiêu Húc Bạch lại nghi ngờ thân phận của mình rồi? Không lẽ là Ngu Mặc Hà đã để lộ chuyện gì đấy chứ? Xem ra không đợi nổi 30 ngày đâu. Phải nghĩ cách rời khỏi Tiêu gia. Ngu Thiên Vạn, nếu còn muốn thuốc của tháng sau, vậy phải làm theo điều tôi nói. Ngu Mặc Hà đi ngoại tình với người khác bị người ta chụp ảnh lại. Hóa ra lại muốn mình đi trộm mấy bức ảnh này. Đúng là ngu không chịu được mà. Phu nhân đang tìm cái gì thế? Anh, phu nhân thông minh như vậy. Nếu như không dùng một chút thủ đoạn, làm sao có thể dụ phu nhân ra ngoài được? Anh, cô
cô lợi dụng lúc tôi không có nhà, đến phòng làm việc của tôi lục lọi. Chắc là đang muốn tìm cái này đúng không? Người của tôi đã chụp được ảnh Ngu Mặc Hà vào khách sạn với người đàn ông khác. Anh không giận sao? Tôi tại sao lại phải tức giận chứ? Anh khoan dung như vậy sao? Nếu như đổi lại là cô với người đàn ông khác, tôi chắc chắn sẽ tức giận. Tôi thấy anh bị thần kinh rồi đấy. Tại sao lại muốn trộm ảnh hả? Tôi không có, cô có thể rào biện. Tôi cũng có thể tra ra. Sớm hay muộn tôi cũng sẽ tra ra. Tôi làm như vậy là vì... là vì lo cho quan hệ hòa hợp giữa hai vợ chồng anh. Suy cho cùng thì nhà ai mà xảy ra chuyện này đều không có kết quả tốt đẹp. Tôi làm vậy là nghĩ chi gia đình của anh thôi. Mấy bức ảnh này tôi cầm cũng vô dụng. Cô cứ lấy đi. Ngày mai sẽ có khách quý tới nhà. Cô với tôi cùng nhau tiếp đãi khách quý đi. Khách quý sao? Đúng. Gần đây Tiêu Húc Bạch cư xử rất kỳ lạ. Không phải anh ta đã phát hiện ra manh mối gì đấy chứ? Muốn dụ mình bại lộ sao? Không được, mình không thể ngồi yên chờ chết được. Mộ Tình, anh đến đây đón tôi đi. Thần Điểu, cô muốn đi đâu? Đâu cũng được. Càng xa càng tốt. Vâng. Tiêu Húc Bạch. Phu nhân, cô muốn tự mình xuống xe hay để tôi bế cô xuống xe đây? Không phải nói cùng nhau tiếp đón khách quý sao? Phu nhân, cô như này là muốn đi đâu vậy? Hôm nay tôi còn có chuyện khác, không thể đi cùng anh được. Thiên Vạn, những gì tối qua tôi đã nói, cô nhất định phải làm. Tiêu Húc Bạch, anh làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn cho người bắt tôi quay về sao? Tôi sẽ giải quyết bọn chúng, đừng để bại lộ. Được, tôi sẽ quay về với anh. Sao cô không vào đi? Tiêu Húc Bạch, anh sẽ không hại tôi đúng không? Sao có thể vậy được? Tôi chẳng qua chỉ muốn lấy vợ thôi mà. À, lão sư, Lục lão sư, đã để cô đợi lâu rồi. Tiêu tổng khách sáo quá. Tiêu tổng hết lần này đến lần khác mời tôi đến, nói ở đây có người quen cũ của tôi. Không biết người quen cũ đó là ai vậy? Cô cứ nhìn rồi sẽ nhận ra thôi. Thiên Vạn. Thiên Vạn, Thiên Vạn sao? Sao cô vẫn chưa qua đây? Khách quý đã đến rồi. Học trò tốt, tại sao con lại ở đây? Con bé này lâu như vậy rồi mà không liên lạc với cô, đến điện thoại cũng không gọi, tác phẩm cũng chưa thấy xuất ra mắt. Có phải con muốn cô tức chết đúng không? Cô ơi đừng nói nữa, con có chuyện gì vậy? Ồ, hóa ra cô vợ nhỏ của tôi lại là họa sĩ Jinka sao? Hóa ra cô vợ nhỏ của tôi lại là họa sĩ Jinka sao? Đúng vậy. Chỉ là không ngờ học trò mà tôi tâm đắc nhất nhanh vậy mà đã kết hôn rồi. Xin lỗi lão sư, chúng tôi chỉ vội đăng ký kết hôn, cho nên hôm nay tôi mới đặc biệt mời lão sư đến đây. Ha ha ha. Được rồi, được rồi. Nào mau ngồi xuống đi, mau nói cho cô biết hai đứa đã quen nhau thế nào vậy. Được rồi, chỉ cần tiễn đến đây thôi. Cô biết con đã kết hôn rồi, con được chồng hết mực yêu thương. Như vậy là cô vui rồi.
cảm ơn cô đã tới thăm. Sau này con nhất định sẽ đến thăm cô. Vậy chúng ta cứ quyết định như thế nhé, câu này cô đã nhớ rồi đấy. Cô giải thích đi. Anh đã biết hết rồi, còn cần tôi giải thích cái gì nữa? Người tối hôm đó ở khách sạn Thanh Mai rõ ràng là cô. Tại sao lại không nói với tôi? Tại sao cô lại nói dối tôi? Ngu Mặc Hà chính là Jinka. Làm gì có lắm tại sao như thế? Tôi chỉ không muốn nói thôi. Anh làm cái gì vậy? Ngồi yên đi. Còn đau không? Nếu như sớm biết cô là tên trộm đó, tôi sẽ không để cô mạo hiểm đánh cắp dữ liệu, còn hại cô bị thương nữa. Thực ra có thể truy cập vào máy tính của tôi không có mấy người. Là cô đã giải mã rào chắn tôi lập ra cho Hứa Thị, hệ thống giám sát của khách sạn Thanh Mai cũng do cô làm hỏng. Cô chính là Khổng Tước Vũ. Đúng không? Nhiều lớp ngụy trang như vậy, mà tất cả đều là những nhân tài hàng đầu trong ngành. Thật không hổ là vợ của tôi. Tiêu Húc Bạch, lý do cô phải che giấu thân phận là vì Ngu Gia đã hạ đầu mẹ nuôi của cô đúng không? Anh đã biết hết rồi sao? Chỉ cần tôi muốn tra, không có gì là tôi không biết. Chỉ là tôi muốn nghe cô đích thân nói với tôi. Đúng. Bọn họ đã hạ độc với mẹ nuôi của tôi. Trước khi tìm được cách giải độc, tôi không được để lộ thân phận của mình. Vậy nên, tôi chỉ có thể giả vờ làm một đại tiểu thư vô dụng vừa mới được trở về nhà. Nếu không tôi sợ bọn họ sẽ dùng mẹ để uy hiếp tôi, bắt tôi phải làm nhiều chuyện hơn nữa. Không sao hết, tôi có thể giải quyết giúp cô. Anh giải quyết giúp tôi sao? Anh định làm thế nào đây? Cô đã mất rất nhiều công sức lấy được Hoàn Tâm Thảo từ chỗ của tôi, lại lấy cắp được dược liệu quý giá từ chỗ của nhà họ Hứa. Nếu như tôi đoán không sai, tất cả đều là nguyên liệu để làm thuốc giải cho mẹ của cô, đúng không? Còn thiếu cái gì nữa? Thanh Long Sâm được nhà họ Ngu cất giữ. Tôi có thể giúp cô lấy được Thanh Long Sâm. Điều kiện là gì? Giữa hai chúng ta có cần phải phân biệt rõ ràng như vậy không? Thế này đi, nếu như tôi nắm chắc rồi thì em đồng ý với anh một chuyện có được không? Thành giao. Thành giao. Vậy anh muốn làm thế nào? Anh cần em phối hợp với anh diễn một vở kịch. Hả? Ha 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 ha. Làm việc chăm chỉ sẽ có ngày được đền đáp. Cuối cùng thì cũng có thai rồi, ha 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 ha. Bố thế này có được không vậy? Lỡ như sau khi sinh đứa bé ra, Tiêu Tự Bạch đi làm giảm định huyết thống thì phải làm thế nào ạ? Hứ, ai nói là nhất định phải sinh đứa bé này ra, con chỉ cần dựa vào đứa bé thuận lợi gả vào nhà họ Tiêu là được rồi. Hơn nữa không phải con vẫn luôn lo lắng về mối quan hệ giữa Tiêu Tự Bạch và Ngu Ngân Vãn có gì đó hay sao? Vậy thì lần này con hoàn toàn có thể mượn tay của Ngu Ngân Vãn để xử lý đứa bé này. Đến lúc đó Tiêu Tự Bạch chắc chắn sẽ cực kỳ thất vọng về Ngu Ngân Vãn thôi. Bố, con nói thế nào thì Ngân Vãn mới là con ruột của bố. Bố giúp con như thế này thì Ngân Vãn. Hừ, ai quan tâm tới việc nó là con gái ruột của ai, chỉ là một phế vật nó cũng xứng mang họ Ngu sao? Nếu như không phải nhìn vào trong người nó đang chảy dòng máu của ta, ngoài ra thì có một chút giá trị lợi dụng, ta sớm đã buông bỏ nó cho nó sống khổ cực cả đời này ở ngoài xã hội rồi. Cũng chỉ có đứa trẻ ưu tú như con đây mới xứng đáng làm con gái của ta mà thôi. Ha 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 ha. Tránh ra, đây là vị trí của tôi. Cô nói là của cô thì chính là của cô à? Vậy cô gọi một miếng xem chúng nó có lên tiếng hay không đi. Ngu Ngân Vãn, đây là vị trí mà cô có thể ngồi lên sao? Cô chỉ là một đứa con sắp bị đuổi ra khỏi nhà cũng xứng đáng để ngồi ở chỗ này à? Bị đuổi ra khỏi nhà, cô chắc chắn chứ? Quên nói cho cô nghe rồi, mấy ngày cô đi tới nhà họ Ngu vừa rồi, quan hệ của tôi và Tiêu Tự Bạch phải nói là đã có những bước tiến triển lớn.
chỉ e là tới lúc đó người bị đuổi ra khỏi cửa chính là cô mới đúng đấy. Ngô Ngân Vãn, cô thế mà lại dám nhân lúc tôi không có ở đây lén lút câu dẫn Tự Bạch, cô đúng là đồ tiện nhân. Cho cô một chút nể nang cô liền muốn ngồi lên đầu người khác đấy có phải không? Đây là nhà họ Tiêu, tôi mới là Tiêu phu nhân. Nếu như không phải nhìn vào đứa con mà cô đang mang trong bụng thì tôi đã đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu rồi. Ngô Ngân Vãn, cô lại dám đối xử với tôi như thế sao? Đứa bé mà tôi mang trong bụng là con cháu của nhà họ Tiêu, nếu như cô dám làm hại tới nó. Tự Bạch nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu. Tự Bạch, cứu em với. Tự Bạch, anh mau cứu em với, hai người đang làm gì thế? Tự Bạch, cứu em với, Ngô Ngân Vãn, người phụ nữ này cô ấy muốn giết em. Xin lỗi đi. Tiêu Tự Bạch, anh có nhầm lẫn không thế? Rõ ràng là cô ta cố ý khiêu khích tôi trước mà, trên mặt tôi vẫn còn hằn vết tát của cô ta đây này, cử chỉ của tôi cũng chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Tôi không xin lỗi cô ta đâu, cô nói láo. Muội muội rõ ràng là cô ra tay đánh tôi trước. Tôi sợ đứa bé trong bụng sẽ bị thương nên mới chủ động ra tay phòng vệ. Sao cô có thể đổi trắng thay đen như thế chứ? Tự Bạch không phải như cô ấy nói đâu. Tiêu Tự Bạch, anh là tin tưởng tôi hay tin tưởng cô ta? Ngô Ngân Vãn, tôi nói lại một lần nữa. Xin lỗi đi. Cho dù Mộc Hà có làm sai điều gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng là người đang mang thai, sao cô có thể đối xử với cô ấy như vậy chứ, đúng không? Thế nên chỉ có tôi cần nuốt cơn giận này có phải không? Tự Bạch, em không sao đâu. Hai người đừng cãi nhau vì em nữa, cô im miệng đi. Nếu như không phải vì cô, giữa tôi và anh ấy sao có thể đi tới bước đường này cơ chứ? Ngu Mộc Hà, con tiện nhân này, tôi... Tiêu Tự Bạch, anh thế mà lại đánh tôi, anh vì con tiện nhân này mà đánh tôi. Ngô Ngân Vãn, Mộc Hà, cô ấy là giới hạn của tôi, cô không thể động vào cô ấy được. Được vậy thì kể từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này giữa chúng ta đám cưới đám ma không liên quan đến nhau. Ừ. Tự Bạch, hai người đừng vì em mà cãi nhau. Em không sao đâu, anh mau đi đuổi theo Ngân Vãn muội muội đi. Ờ không sao đâu, em đang mang thai con của anh, đương nhiên anh phải bảo vệ em rồi. Tự Bạch, anh thật tốt. Tuy là anh vẫn đang ở trong giai đoạn ly hôn, nhưng mà thật sự là anh không đợi nổi nữa rồi. Hay là chúng ta tổ chức đám cưới trước đi. Anh thật sự không muốn nhìn thấy em phải chịu ủy khuất nữa. Hôn lễ. Anh muốn kết hôn với em à? Tự Bạch, nhưng mà Ngân Vãn em ấy. Không cần lo lắng về cô ấy đâu. Anh chỉ muốn đối tốt với em thôi. Ngày mai chúng ta đến nhà em cầu thân nhé. Ừm. Gọi em tới đây làm gì hả? Tại sao em lại thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ thật sự phải chuyển đi à? Nếu như em không chuyển đi thì làm sao chứng minh được hai người chúng ta triệt để ghét bỏ nhau chứ? Vậy thì không phải bọn họ sẽ nhìn ra hay sao? Như thế xấu hổ chết mất. Vậy em đi đâu? Nhà họ Ngu à? Em về nhà họ Ngu làm gì chứ? Em sẽ đi tìm lỗi lầm của chính mình. Bên chỗ Mục Tình còn có hai căn hộ, em cũng không tới nỗi không có nơi nào để đi. Mục Tình không được. Em không thể tới ở nhà người khác được. Mục Tình cũng đâu phải là người khác. Em nói gì cơ? À, ý của em chính là thế này, em và Mục Tình là quan hệ bạn bè rất tốt, thế nên của anh ấy cũng chính là của em à. Mục Tình chính là người đàn ông trò chuyện vui với em ngày hôm đó phải không? Ấy Tiêu Tự Bạch, dựa vào đâu mà đều là anh thẩm vấn em? Hôm nay ngược lại em phải hỏi anh, sau khi em xong ân đoạn nghĩa tuyệt rõ ràng tới lời thoại của anh rồi, tại sao anh lại không lên tiếng? Anh có biết là lúc đó em rất ngại ngùng không? Ân đoạn nghĩa tuyệt với em chỉ nghĩ tới thôi đã thấy khó chịu rồi. Anh thật sự là không thể nói ra thành lời được, bình thường là tổng tài cao lãnh độc đoán sao nói mấy lời tình tứ lại. Anh cũng có rất nhiều căn hộ đang đứng tên, em có thể tùy ý chọn, tùy ý đổi. Đừng tới ở nhà người khác có được không? Được. Vậy thì chúng ta nói rồi đấy. Đóng dấu ở đây. Đóng dấu.
Tiêu Tự Bạch hôm nay tới nhà chúng ta cầu thân à? Ừm. Nhưng mà không phải con đã nói với ta quan hệ giữa cậu ta và Ngu Ngân Vãn vẫn khó tách rời, sao đột nhiên lại buông bỏ Ngu Ngân Vãn rồi? Ngu Ngân Vãn cô ta tự mình ngu ngốc nhất định muốn động tay động chân với con ở nhà họ Tiêu, vừa đúng lúc bị Tiêu Tự Bạch nhìn thấy, anh ấy thương con đang mang thai mà vẫn bị người khác bắt nạt thế nên đã cãi nhau một trận lớn với cô ta. Anh ấy còn nói phải ân đoạn nghĩa tuyệt. Một nha đầu tới từ vùng quê bần hèn một chút kiến thức cũng không có, cũng chỉ có thể ôm lấy quả anh đào đang ở trước mặt mình mà thôi, không có chút mắt nhìn đời nào cả. Nhưng mà như thế cũng tốt, đúng lúc có thể đem vị trí đó nhường lại cho con. Chỉ cần con có thể thuận lợi trở thành Tiêu phu nhân thì nhà họ Ngu chúng ta có thể từ gia tộc hạng 3 mộ đường tiến lên hạng nhất rồi. Ha 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 ha. Chắc chắn là Tự Bạch tới cầu thân rồi. Anh tới rồi à, mau vào trong đi. Tiêu tổng. Chào bá phụ ạ. Ấy vẫn còn gọi là bá phụ cái gì chứ? Rất nhanh thôi phải gọi là nhạc phụ rồi đấy. Nhỉ ha 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 ha. Nào mời vào trong. Ấy Tiêu tổng à, Mộc Hà nhà chúng ta không giống như Ngu Ngân Vãn đó đâu. Từ nhỏ nó đã hiểu chuyện lại nghe lời, không giống như Ngu Ngân Vãn kia cả ngày cứ làm náo loạn cả lên, không hiểu chuyện một chút nào cả. Nếu như con bé gả cho cậu rồi cậu phải đối xử với nó cho tốt đấy nhé. Bá phụ à, yên tâm đi ạ, lần này con tới chính là muốn thương lượng với bác để tổ chức cho Mộc Hà một bữa tiệc kết hôn hoành tráng. Không biết bên phía bá phụ có khoảng bao nhiêu khách mời có thể tham gia. Ây dô, người nhà họ chúng ta thì không ít đâu. Hay là thế này, đợi sau ta làm xong thống kê ta sẽ nói cho cậu biết nhé. Vậy thì người nhà họ Tiêu các cậu chắc chắn cũng không ít phải không? Người nhà họ Tiêu quả thật là không ít, nhưng mà đáng tiếc là ông nội con đang bị bệnh. À, tất cả mọi người đều đang bận chăm sóc cho ông nội, người có thể tới tham gia đoán là không nhiều đâu ạ. Tiêu đồng sự trưởng có bệnh sao? Vậy chẳng phải ông ấy không thể tới tham gia hôn lễ của các con được hay sao? E là như vậy. Rốt cuộc thì Tiêu Tự Bạch và Ngu Ngân Vãn vẫn bây giờ chưa hoàn toàn ly hôn. Nếu như Tiêu đồng sự trưởng không tới tham gia hôn lễ vậy thì Mộc Hà gả cho nhà đó càng danh không chính, ngôn không thuận rồi. Khó tránh khỏi miệng đời rèm pha. Ha ha Tự Bạch à. Nếu như Tiêu đồng sự trưởng đang có bệnh trong người hay là hôn lễ của hai đứa hoãn lại một chút. Bố. Không được ạ. Bụng của Mộc Hà càng ngày càng to lên rồi, con không thể để con của con luôn có không có danh phận được. Hơn nữa bệnh của ông nội con cũng không phải quá nghiêm trọng. Con đang tìm thuốc rồi. Đợi sau khi tìm được thuốc bệnh của ông nội con cũng sẽ tiến triển tốt hơn thôi. Ồ, không biết cậu đang cần tìm thuốc gì? Chúng ta liệu có thể giúp sức cùng tìm được không? Những loại thảo dược khác gần như đã tìm thấy hết rồi, chỉ là bây giờ vẫn đang thiếu một cây sâm thanh long. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra thôi. Sâm thanh long sao? Nhà họ Ngu chúng ta có đó. Là thật sao? Đương nhiên rồi. Ố. Im miệng đi. Ấy Tự Bạch, nhà họ Ngu chúng ta đúng là có một cây sâm thanh long mà cậu nói, nhưng mà sâm thanh long này lại đặc biệt quý giá. Cả ngàn năm mới chỉ có một cây mà thôi, nhà họ Ngu chúng ta cũng là muốn giữ lại để cứu mạng. Con có thể hiểu được, nhưng mà dù gì cũng sắp thành người một nhà rồi. Tiêu đồng sự trưởng lại là ông nội của cậu. Chúng ta đương nhiên là người một nhà rồi. Không thể nói là mặc kệ không lo được. Chẳng qua là sâm thanh long này thật sự là không có ở Giang Thành, đang ở nhà cũ của nhà họ Ngu chúng tôi. Vận chuyển tới đây thật sự là có chút hơi khó khăn. Không bằng thế này đi, hai đứa các con cứ lo liệu xong hôn lễ đi, đã đợi sau khi hôn lễ kết thúc thì sâm thanh long này đoán là cũng đúng lúc vận chuyển tới. Tới lúc đó mấy người chúng ta cùng nhau đi thăm Tiêu đồng sự trưởng. Cậu cảm thấy thế nào? Vẫn là bá phụ nghĩ chu đáo, vậy thì chúng ta cứ làm như thế đi. Được. Bố, con sắp tổ chức hôn lễ với Tiêu Tự Bạch rồi. Rất nhanh thôi con sẽ cất cánh thành Phượng Hoàng bay lên cành cao rồi. Ha ha ha, yên tâm đi. Không chỉ là con đâu, tới cả những ngày tháng tốt đẹp của nhà họ Ngu cũng đợi ở phía sau nữa. Ha ha ha. Ấy đúng rồi bố. Sâm thanh long rõ ràng là ngay nhà kho của chúng ta mà. Sao bố lại nói là ở nhà cũ thế ạ? Hơn nữa tại sao bố không trực tiếp đưa nó cho Tự Bạch chứ? Hừ, Tiêu Tự Bạch là người có tâm tư sâu, rất khó đoán. Sâm thanh long có ở nhà chúng ta hay không cậu ta chỉ cần điều tra một chút là rõ rồi.
Ai mà biết được mục đích cậu ta cưới con liệu có phải chỉ là để lấy được Sâm Thanh Long này chữa bệnh cho ông nội của cậu ta hay không? Thế nên chúng ta bắt buộc phải đem gạo sống nấu thành cơm đã, sau đó để cậu ta ở trước mặt tất cả mọi người tại Giang Thành thừa nhận thân phận của con mới được. Ha ha ha, vẫn là bố suy nghĩ chu toàn. Ngu Ngân Vãn lúc đó cô tốn nhiều tâm tư như thế câu dẫn Tiêu Tự Bạch, tôi lại chỉ cần một bước có thể cùng anh ấy đi lĩnh chứng nhận kết hôn. Bây giờ tôi phải để cho tất cả mọi người ở Giang Thành này chứng kiến thời khắc tôi có được anh ấy. Cả đời này của cô cũng không thể so với tôi được, định mệnh đã định sẵn cô sẽ bị tôi dẫm lên. Được rồi, cứ để hành lý xuống đây đi. Sao em không chịu ở mấy căn nhà của anh thế? Là không vừa lòng à? Không phải là không vừa lòng mà là không muốn đi. Tôi là chồng của cô ấy ở đây có vấn đề gì sao? Tôi là chồng của cô ấy ở đây có vấn đề gì sao? Mộc Tình, em ở lại đây được rồi mà, anh quay về trước đi. Có tôi ở đây tôi sẽ tự biết lo cho cô ấy chu toàn. Cậu không cần phải lo lắng gì cả đâu. Đó lại phải dỗi dành cả nửa ngày. Giận rồi à? Anh đã nói sao em lại không tìm anh giúp em chuyển nhà? Hóa ra là Ngu tiểu thư đã tìm ra sứ giả bảo vệ vườn hoa là Mộc Tình rồi. Mộc Tình là bạn cũ của em, anh không phải là luôn bận rộn nhiều việc sao? Em không muốn làm phiền anh. Đúng rồi, Sâm Thanh Long thế nào rồi, nhà họ Ngu có đồng ý cho anh không? Bọn họ yêu cầu, Sâm Thanh Long chỉ được trao đổi sau khi tổ chức hôn lễ xong thôi. Vậy thì anh cùng cô ấy tổ chức một buổi hôn lễ đi. Có sao đâu nhỉ? Dù sao cũng là giả thôi mà, anh cứ tổ chức lung tung là được rồi mà. Anh không làm bừa như vậy đâu, anh chính là muốn tổ chức một hôn lễ thực sự. Không ngờ xoay vòng lâu như thế vị trí Tiêu phu nhân cuối cùng vẫn rơi vào tay Ngu tiểu thư. Tôi đã nói rồi mà, Ngu Ngân Vãn này nhìn thì quê mùa mộc mạc như thế sao có thể xứng với nhà họ Tiêu được. Sớm muộn gì cũng bị đuổi ra ngoài thôi. Đâu có, tôi và Tự Bạch đều là duyên phận thôi. Ây dô, đây chắc chắn đều là do sự sắp đặt của ông trời khiến cô có thể gả cho Tiêu tổng. Mộc Hà, sau này cô phát đạt rồi nhất định không được quên chúng tôi đâu nhé. Nhất định rồi. Nghe nói Ngu Ngân Vãn đó hôm nay cũng tới, sao cô lại dám tới đây nhỉ? Không phải là tới đây làm loạn đó chứ? Muội muội hôm nay cũng tới à? Vậy đi thôi, chúng ta cùng nhau đi chào đón một chút. Muội muội em tới rồi à? Sao lại không nhắc trước với chị một tiếng thế? Giả vờ cái gì thế? Không phải chính là cô bảo tôi tới hay sao? Lá gan của cô lớn thật đấy, sao lại dám nói chuyện như thế với Tiêu phu nhân chứ? Ở trước mặt của tôi cô ta cũng dám tự xưng là Tiêu phu nhân cơ à? Ha ha, chỉ dựa vào Tiêu Tự Bạch vì Mộc Hà mà tổ chức một hôn lễ hoành tráng thế này còn không đủ chứng minh sự coi trọng của Tiêu tổng dành cho Mộc Hà sao? Nếu như hiểu chuyện thì đừng tiếp tục dây dưa không dứt nữa. Mày làm loạn ở đây hoàn toàn là khiến nhà họ Ngu mất mặt với người ta mà thôi. Ngu đồng sự trưởng, tôi mới là con gái ruột do ông sinh ra. Tôi ở bên ngoài lang thang hơn 20 năm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Cô ta lại đứng đây với thân phận của tôi ở nhà họ Ngu êm ấm và lớn lên. Chiếm dụng biết bao nhiêu lợi ích cũng không nói, bây giờ còn muốn cướp chồng của tôi. Ông không cảm thấy ông đối với tôi nên có một chút tội lỗi hay sao? Ấy ấy, Tiêu tổng anh đừng kích động mà, Sâm Thanh Long còn chưa tới tay đâu đấy. Ô ô ô à à. Ha ha ha, từ nhỏ Mộc Hà đã được tiếp thu với nhiều tôn giáo quý tộc khác nhau, còn cô thì sao? Chỉ e rằng vẫn nên ở trên núi bóc ngô nhỉ. Ha 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 ha. Mộc Hà của chúng tôi cũng là một họa sĩ có tiếng trên thế giới. Cô tính là cái thứ gì chứ hả? Cô dựa vào đâu mà có thể so sánh với nó? Hơn nữa tôi có thể đón cô từ vùng quê hẻo lánh đó quay lại nhà họ Vu, đối với cô đã là ân huệ lớn nhất rồi đấy. Nếu như không phải nhìn vào giữa cô và tôi có chút quan hệ huyết thống thì tôi đã vứt bỏ cô ở cái vùng quê nghèo nàn đó rồi để cô tiếp tục sống ở đó. Để cô mãi mãi ở bên cạnh người mẹ nuôi bệnh tật đó sống khổ cực qua ngày. Được, tôi hiểu rồi. Có người bố như ông cũng có thể coi là nỗi khổ lớn nhất mà đời này tôi phải chịu đựng rồi. Lời này của cô là có ý gì? Muội muội hôm nay dù sao cũng là ngày cưới của chị em, có thể nào đừng nói lời quá đáng khiến bố tức giận có được không? Chị muốn nhìn thấy cả hai người vui vẻ.
đừng động vào tôi. Ngu tiểu thư. Mộc Hà, con không sao chứ? Mộc Hà, con không sao cả. Mau 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 đứng lên đi. Nghịch tử. Lệnh cho cô ngay bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi Mộc Hà cho tôi. Tôi xin lỗi cô ta à? Cô ta có xứng không? Hừ, bây giờ sẽ cho cô biết là nó có xứng hay không. Người đâu? Đánh gãy chân của nó cho ta để nó quỳ xuống nhận lỗi. Tôi không quỳ, buông tôi ra. Không quỳ phải không? Không tới lượt cô quyết định đâu. Bây giờ cô cũng không phải là Tiêu phu nhân nữa rồi. Trên thế giới này không có ai có thể bảo vệ được cô đâu. Người đâu, đánh gãy chân của nó đi. Ai nói không có ai bảo vệ cô ấy? Ai nói là không còn ai bảo vệ cô ấy? Hừ, các người là ai thế? Các người là ai thế? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Ông không cần cô ấy, tôi cần. Ông bảo vệ cô ấy, tôi bảo vệ cô ấy. Chỉ cần Tiêu Tự Bạch tôi còn sống, dù chỉ một ngày cô ấy sẽ vĩnh viễn nhận được sự bảo vệ của tôi. Xin lỗi, tới muộn rồi. Sao anh lại tới đây chứ? Anh Sâm Thanh Long tới tay rồi. Tự Bạch, Tiêu Tổng, cậu như thế này là có ý gì thế hả? Người mà hôm nay cậu cưới là con gái lớn của nhà họ Ngu chúng tôi, Ngu Mộc Hà. Nhưng bây giờ cậu lại làm thế này để làm gì hả? Cưới cô ta à? Cô ta xứng không? Tự Bạch, em còn đang mang thai đứa con của anh đó. Sao anh có thể nói với em như vậy chứ? Cô chắc chắn đứa bé này là con của tôi chứ? Bỏ tay ra, đi thôi. Ấy Tiêu Tổng, chuyện này không liên quan tới tôi đâu Tiêu Tổng. Là do cô ta, Ngu Mộc Hà, cô ta cho tôi một mớ tiền bắt tôi phải lên giường với cô ta. Còn nói cô ta chỉ cần mang thai được cô ta sẽ cho tôi thêm tiền thưởng lớn hơn. Hả, cái gì cơ? Thì ra Ngu tiểu thư là con người như vậy. Anh ta đang nói dối. Tự Bạch, nhất định là anh ta muốn vu khống làm hại em. Em chưa từng làm ra loại chuyện như thế này. Đúng, nhất định là do Ngu Ngân Vãn cô ta muốn phá hoại hôn lễ của chúng ta, thế nên mới cố ý tìm người đây vu khống cho em. Nếu như cô chưa từng làm ra những chuyện này, vậy thì những tấm ảnh này là từ đâu mà có chứ? Tự Bạch, anh không thể đối xử với em như thế này được. Tự Bạch, ấy Mộc Hà, con không sao chứ? Mau 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 mau, đứng lên đi. Mộc Hà, con đừng khóc, con là một nghệ sĩ quốc tế, đừng đánh mất thân phận của mình. Tiêu Tự Bạch, xem ra hôm nay cậu là có chuẩn bị mà tới nhỉ. Mục đích thật sự của cậu căn bản không phải là muốn cưới Mộc Hà có phải không? Cưới cô ta à? Cô ta không xứng đâu. Được. Cậu không phải là đã nhìn chúng nha đầu quê mùa Ngu Ngân Vãn này rồi hay sao hả? Nhưng hôm nay cậu lại sỉ nhục Mộc Hà như thế này, cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu được như ý nguyện sao? Ngu Ngân Vãn, tôi mệnh lệnh cho cô mau chóng cút về đây cho tôi. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, tai của cô điếc rồi à? Chẳng lẽ cô không cần cái mạng của mẹ nuôi mình nữa rồi à? Ông cũng chỉ có thể lấy cái này ra để uy hiếp tôi thôi có phải không? Nếu như không phải nể tình quan hệ cha con ruột thịt của chúng ta, tôi chắc chắn đã đánh ông 100 lần, 1000 lần rồi. Cô thật sự không cần cái mạng của mẹ nuôi mình nữa rồi phải không? Đương nhiên là muốn rồi. Nếu như tôi không muốn thì cần gì phải tốn công sức để có được nhân Sâm Thanh Long ở trong tay ông cơ chứ? Cái gì cơ? Sâm Thanh Long? Được đấy. Được đấy. Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của các người có phải không? Hai người các người kể từ khi bắt đầu đã chưa từng có xích mích có phải không? Đúng rồi. Lý nào lại như thế? Các người lại dám trêu chọc tôi như thế? Tiêu Tự Bạch, nhà họ Tiêu là gia tộc số 1 Giang Thị thì đã sao chứ? Nhà họ Ngu chúng tôi cũng không dễ bị bắt nạt đâu. Tình Vân Thần Điện cậu có biết không? Đây là ngôi đền duy nhất có thể cạnh tranh với nhà họ Tiêu các người. Tình Vân Thần Điện, ở trong đó có người của tôi. Đều vào đây cho ta. Bắt hai người này trói lại cho ta. Mộc Tình đại nhân, sao cậu lại tới đây? Tham kiến Thần Điểu. Hả? Thần Điểu, hả, cô ấy chính là Thần Điểu à? Không phải ông đã sắp xếp hai người ở Tình Vân Thần Điện sao? Vừa hay tôi đã trói bọn họ ngay ngắn đem tới đây to ông rồi đấy. Thật ngại quá. Tình Vân Thần Điện là của tôi. Cô
cô là thần điểu đó à? Bố, bố làm sao thế? Bố. Ngân vãn à? Bố sai rồi, bố sai rồi, con tha cho bố đi. Nếu như tất cả những bậc làm cha mẹ vô lương tâm đều có thể nhận được sự tha thứ dễ dàng vậy thì ai sẽ chữa lành những tuổi thơ bất hạnh đó? Tôi sẽ không dùng thân phận thần điểu để xử lý ông, tôi sẽ đưa ông tới đồn cảnh sát. Chất độc mà ông dùng để hại mẹ tôi, đe dọa và uy hiếp tôi. Từng chuyện một đều nên nhận lại báo ứng và trừng phạt thích đáng. Ngu Mộc Hà cũng chẳng phải Jinka gì cả. Tôi mới đúng. Hả cái gì? Cô là Jinka, Ngu Mộc Hà. Tôi khổ sở vất vả nuôi dưỡng cô khôn lớn. Cô thế mà lại dám lừa gạt tôi, bố không phải như thế đâu. Bố tin con đi. Bố, Mộc Tình, đem bọn họ xuống đưa đến đồn cảnh sát đi. Vâng. Bố sai rồi, bố sai rồi, bố biết sai rồi, con tha thứ cho ta đi có được không? Con tha cho ta đi mà có được không? Đi thôi, Ngân Vãn à. Chu Tước Thần Điểu. Lần đầu gặp mặt, em quả nhiên giống như người ta nói, biết tiến biết lùi. Sao nào? Thành viên đầu tiên của Giang Thị. Tiêu Tổng đây là đang thể hiện thiện chí với tôi à? Không phải thiện chí, là cầu tình. Tình Vân Thần Điện của chúng tôi vẫn luôn mâu thuẫn với nhà họ Tiêu chia bè rẽ phái. Nếu như Tiêu Tổng bằng lòng đưa Tiêu Thị nhập cuộc thì em có thể xem xét một chút. Ấy đây không phải là gia nhập, đây là sính lễ. Tiêu Tự Bạch đã hơn 10 phút rồi. Gọt hoa quả xong chưa thế hả? Tới đây, tới đây, tới đây, tới đây. Mời thần điểu dùng. Cảm ơn Tiêu Tổng. Đã kết hôn 3 năm rồi cũng nên có con rồi nhỉ? Hay là ngày mai? Ngày mai không được. Ngày mai có một buổi tiệc mời em tham dự rồi. À thế thì ngày kia cũng không được. Có một buổi triển lãm quốc tế em phải đi. Vậy thì tuần sau được phải không? Tuần sau thì càng không được. Trong điện có hội nghị. Hiểu rồi, anh hiểu gì chứ? À anh làm gì thế? Thế chỉ có hôm nay thôi, anh.